các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Tiệm cơm nhỏ Của tác giả Thiếu Địa Qua Phần 3 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Còn một tháng liền ăn Tết nàng vội vàng chuẩn bị hàng Tết. Thịt gà vịt hông gió trước đó đã có thể ăn, để một ít dùng nấu món ăn cho những người lỡ đường hay ở trọ. Thịt hông gió có tính dai, càng nhai càng thơm, duy người không có răng không thể ăn được. Ăn trực tiếp cũng ngon mà đem hầm cũng ngon không kém, so với thịt tươi hương vị có nét đặc trưng riêng. Còn một tháng nữa là đến Tết, nàng vội vàng chuẩn bị hàng ăn Tết. Thịt gà vịt hông gió trước đó đã có thể ăn, để một ít dùng nấu món ăn cho những người lỡ đường hay ở trọ. Thịt hông gió có tính dai, càng nhai càng thơm, duy người không có răng thì thật làm khó họ. Thịt đó dùng ăn trực tiếp cũng ngon mà đem hầm cũng ngon, so với thịt tươi hương vị có nét đặc trưng riêng. Nó là món ăn mặn nên giá cả có chút cao, một con tính tầm 130 văn, nhưng đem phân ra bán thì mọi người có thể mua được, nửa tháng ít nhất cũng bán được 10 con, nghĩ vậy Triển Linh vội vàng bắt tay vào làm nàng nhớ những món dùng trong ngày Tết thì rất nhiều, không những ngon mà còn phải trình bày đẹp mắt nữa. Người cộng sự trước kia của nàng là một người sành ăn, mỗi khi ăn được món ngon ở nơi nào đó về thì không ngừng nhắc mãi bên tai nàng, tuy không đến nỗi suốt ngày bám riết làm phiền nhưng ý tứ rất muốn ăn. Dần già, triển linh từ người nửa ngoài nghề bị tôi luyện thành người trong nghề từ lúc nào không hay. Người nọ lấy được bí phương phối liệu lạp xưởng liền đưa cho nàng, mỗi năm triển linh đều làm món này, quả nhiên ăn rất ngon, ăn lạp xưởng tự làm quen rồi, lạp xưởng mua bên ngoài ăn không vô. Bây giờ nàng cũng làm lạp xưởng, nhưng không còn người kia bên cạnh cùng thưởng thức, cùng nhắm ly rượu ấm giữa đêm đông nữa rồi. Trưởng quầy Âm thanh lý thị đánh gãy hồi ức nàng ta đã rửa sạch, cô nương xem có được hay chưa? Hả? Triển Linh nhanh chóng hoàng hồn, liền bày gương mặt tươi cười, nhận rổ trúc từ tay Lý Thị nhìn thì gật đầu, khá tốt, tẩu vuốt hai đầu này cho mượt nữa là được. Được khen ngợi Lý Thị rất vui, vội cầm rổ đi xử lý lại, không bao lâu nàng đem rổ đựng ruột non đã làm tốt lại. Chưởng quầy, thứ này cô nương định làm món gì? Mọi người đều cho rằng thứ này dơ không thể ăn, cô nương có thể làm món gì đây? Thật khó hiểu quá. Làm lạp xưởng. Triển Linh nhấc nhẹ khóe miệng, ôn Nhu nói, người khác dạy ta phương thuốc chế biến, ăn thực đặc biệt ngon làm lạp xưởng tốt nhất dùng thịt giò thượng đẳng, món ăn sẽ béo không ngán mà còn thơm nữa, kết hợp thịt nạc, thịt mỡ như vậy mới mỹ vị vô thượng. Thời đại tất nhiên không có lạp xưởng sản xuất công nghiệp, nhưng muốn ăn ngon thì phải chịu khó mà thôi. Triển Linh bối rối nửa ngày cuối cùng cũng tìm được biện pháp làm ra món này. Ruột dê rửa sạch rồi, muốn cho nhân vào thì dùng ống trúc làm phễu là xong thôi. Thịt heo cắt khối nhỏ đều đem ướp với muối ăn, trụ trắng, đừng cùng các màu dược liệu để yên một canh giờ sau đó dồn vào lòng dê. Bọn thiết trụ trước giờ có nghe qua lạp xưởng là thứ gì đâu, nghe triển linh nói muốn làm liền vây quanh nàng, chờ nàng chỉ thị cần làm những gì. Người cầm ống trúc thay phễu dùng thịt, người đứng cầm đũa trúc đảo thịt cho đều, tất cả đều vội túi bụi. Triển linh đứng một bên xem, thấy được rồi nàng châm kim lên thành ruột tránh sau này nứt vỡ, sau đó cẩn thận phân đoạn lạp xưởng. Triển linh làm hai loại vị lạp xưởng, ngũ vị hương và ngọt cây vị nào cũng ngon nhưng theo khẩu vị mỗi người là trên nhất thịt tươi gia vị phối liệu đầy đủ tản mát hương thơm lừng khiến đám người thiết trụ vừa làm việc vừa điên cuồng nuốt nước miếng cảm thấy trái tim nhỏ bé sắp chịu không nổi muốn bay lên từ trong bụng mẹ cho tới giờ bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua nhiều thịt như vậy thật quá hạnh phúc trong lúc vô ý triển linh ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm đó của bọn họ tức khắc không biết nên khóc hay cười biểu cảm kia của họ là thế nào vậy mất một ngày cực lực, cuối cùng làm ra được hơn 80 cân lạp xưởng, đông sương phòng gió bắt mạnh thích hợp để hông khô, hương khí thơm ngát tràn đầy cả bên ngoài sân. Xong việc rồi, bọn thiết trụ còn vương vấn mùi hương thơm trên tay mà không nở đi rửa, ngửi mùi thôi trái tim đủ nhảy nhót rồi. Tiểu ngũ hưng phấn nói thơm quá, ngửi mùi thôi là có thể mơ thấy đang ăn thịt heo rồi. Đúng vậy, ngần ấy năm chưa từng chạm qua nhiều thịt như vậy. Đi theo trưởng quầy quả nhiên được mở rộng tầm mắt kiến thức các ngươi nói là mở rộng tầm mắt, điểm này là không giới hạn các ngươi biết không hả? Trương Viễn cùng triệu qua dường như ngửi được mùi hương khí lạp xưởng mà ghé thăm đúng lúc thì phải. Hôm nay thời tiết không tồi, từng đám mây trắng lượn lờ trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng ấm áp tỏa xuống thực ấm lòng người, lưu thị cùng đám người đem tất cả xiêm y, chăn đệm ra phơi đầy một sân. Dùng gậy trúc đập bình bịch lên tấm chăn mình, áo bông dày bay đi bụi bẩn, nhìn bóng dáng họ bận rộn dưới ánh vàng rực rỡ trong có vài phần đẹp mắt. Chăn nệm phơi được nắng, tối ngủ sẽ thoải mái dễ chịu hơn. Sẵn việc công đi ngang ghé vào, nhìn cảnh tượng khách điếm trương viễn cùng triệu qua cùng bị hù dọa, thời điểm gặp triển linh nhịn không được cười nói nhìn khách điếm của trưởng quầy quả đầy khí thế. Gặp lại bằng hữu tất nhiên triển linh rất là vui mừng, nhưng thời điểm này là cuối năm, công vụ nha môn rất nhiều, nếu không có việc gì gấp hai người này sẽ không rời thành đi mấy chục dặm đến tận đây triển linh thỉnh bọn họ ngồi xuống thì mới phát hiện đồng hành còn có hai nam tử một già và một trẻ nữa bộ dáng đều là người trung thực nhưng nhìn vẻ mặt họ rất câu nệ giữa hàng chân mày có vẻ nôn nóng thấy nàng lộ vẻ mặt nghi hoặc trương viễn liền nói thật không dám giấu chúng ta dẫn theo hai người này tới làm phiền cô nương một chút triệu qua mồm miệng lanh lợi hơn nhanh chóng đem sự việc tóm tắt tường tận một lượt thì ra hai vị này là người của châu phúc viên người nhi tử sống và làm việc ở châu phúc viên hai vợ chồng già sống ở nhà cũ dưới quê đường xá xa xôi nhi tử không tiện thường xuyên về nhà nên cùng nhóm thanh niên cùng thôn nhờ vả người bằng hữu cầm tiền gửi về gia đình mình dùng người này trông rất thành thật đưa tin gì đó mọi người đều nhờ người này đưa giúp cũng chưa ai nghi ngờ gì cả ai ngờ tháng trước có một lão nhân vào thành nói liên tục hai tháng không thấy nhi tử gửi tiền về tuy người đưa tin nói nhi tử ông trên này có chỗ cần dùng tiền gấp nên tạm thời vài tháng không thể gửi tiền về nhưng càng nghĩ lão càng thấy không thích hợp quyết tự mình đi hỏi cho ra ngọn nguồn mà cũng lúc này những người nhà nhóm thanh niên cùng thôn phát hiện có nhà thì hai tháng có nhà ba bốn tháng cũng chưa thấy tiền gửi về cột trụ trong nhà ra ngoài bán mạng kiếm tiền đều muốn cuộc sống trong nhà cha mẹ vợ con thoải mái hơn một chút sao ai nghĩ đến một văn tiền cũng chưa thu được việc này có lợi hay hại. Mọi người liền đi tìm người đưa tiền giúp kia, ai ngờ chậm một bước, người nọ đã sớm chạy, lúc này họ mới tới báo quan. Trương Viễn nói, trước mắt có 7, 80 hộ, ước chừng mất khoảng 4 đến 500 lượng bạc, xem ra cũng là một đại án, tri châu đại nhân giận dữ, giao trách nhiệm này cho chúng ta lập tức phá án. Nhưng châu Phúc Viên có gần trăm thôn trấn, nếu hắn không ngụy trang thì quá dễ dàng, chỉ sợ hắn lại ngụy trang thì khó lại càng thêm khó đại nhân trần miễu không tức giận mới là lạ vốn thời điểm cuối năm là thời điểm triều đình thảo hạch chiến tích bọn họ là quan phụ mẫu địa phương đều lo sợ như đi trên tầng băng mỏng sợ sẽ bị bại lộ ra cái gì đó không tốt nhưng ai biết ngày thường thì tốt ngay thời điểm mấu chốt lại có tặc tử to gan lớn mật thọc ra cái lỗ thủng to như vậy người bị liên lụy nhiều ngân lượng lớn như vậy mà những người này đều là những gia đình nông dân chân chất một khi không thể mau chóng phá án chớ nói lên chức chỉ sợ chức tri châu này cũng không được. Triển Linh nghe xong, không nói hai lời liền đi lấy thang củi cùng giấy, các người nói, ta họa. Trương Viễn cùng triệu qua vội gọi phụ tử kia tiến lên, hai người kia trước còn mờ mịt, không biết hai vị quan gia dẫn bọn hắn đi tìm cô nương xinh đẹp này làm gì, nghe triệu qua dăm ba câu giải thích, trong mắt nháy đã hiểu, lập tức nước mặt điên cuồng rơi không ngừng. Hai người cùng quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu cầu cô nương đại phát thần uy, cứu chúng ta đi để chúng ta lấy lại tiền cứu nương ta một mạng. Nếu tìm không được số bạc đó về, tiểu nhân thật sự sống không nổi nữa. Triển Linh vội bảo bọn họ đứng lên, lại kêu nhị cậu tử pha trà nóng bưng lên, để tâm tình bọn họ bình tĩnh chút mới cẩn thận dò hỏi dung mạo người cầm tiền đi. Hai phụ tử lấy tay áo lau nước mắt, thật cẩn thận uống nước trà, uống xong ngụm trà ấm tâm tình cũng bình tĩnh hơn. Rốt cuộc người nhi tử tuổi trẻ trí nhớ tốt hơn, nghĩ một hồi liền nhớ nói vóc dáng người đó so với vị này thấp hơn nửa cái đầu, gương mặt hàm hậu. Sau đó vị phụ thân cũng bổ sung thêm, hai người lần lượt nói, triển linh ngồi một bên họa, hoàn tất rồi nàng đưa họ nhìn xem. Hai người kia thấy ảnh họa liền kích động nói, đúng rồi, chính là hắn. Đúng là tên súc sinh này, lừa tiền mồ hôi nước mắt nhóm đàn ông già trẻ hơn 10 dặm thôn chúng tôi. Triệu qua trấn an họ, Trương Viễn nói đa tạ, bỗng hạ giọng hỏi triển linh, triển cô nương, Gần đây cô nương có gặp qua người kỳ quái nào không? Không có. Triển Linh lắc đầu, xảy ra chuyện gì sao? Không có thì tốt rồi. Trương Viễn nói, cũng không có gì, chỉ là nghe nói chỗ Châu Phúc Viên có tới một kẻ quái nhân đi khắp nơi tìm họa sĩ, người họa chân dung dâm tặc kia, ước chừng là muốn trả thù. Các huynh đệ chúng ta đều lo lắng, chỉ là cô nương ở nơi này cũng thật khó chiếu cố kịp thời. Triển Linh gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở, ta hiểu bọn tội phạm một khi bắt được một người trong đó khó tránh ngắt tội một đám trả đũa là lẽ thường nàng không cảm thấy ngoài ý muốn biết sớm thì chuẩn bị tâm lý sớm hơn thôi sự tình không thể chậm trễ hai bên nói vài lời liền vội vàng cáo từ triển linh đứng cửa nhìn mọi người đi mất không bóng dáng đến khi hoàng hồn quay đầu lại liền thấy triển hạt cùng nhị cẩu tử ngoái đầu nhìn theo nàng phục cười nhìn cái gì tiếp trụ lo lắng hỏi cô nương xảy ra chuyện gì vậy Trương Đại Nhân có chuyện nhờ sao? Không có gì, không phải sắp cuối năm sao? Triển Linh xem như không có việc gì nói, chỉ là những tên tặc tử, lừa người lấy tiền ăn Tết, cũng nhắc nhở chúng ta một chút. Bọn tiểu ngũ nhảy ra vỗ ngực, những kẻ này qua đoạn thời gian lúc này mặt đã có chút thịt, gương mặt hồng hào sức sống. Không sợ bọn hắn tới. Có tới tất nhiên không cho bọn hắn có đường quay về. Đúng vậy, mỗi ngày ăn cơm cô nương cấp, đang lo chưa giúp ích được gì, trưởng quầy, cô nương không cần lo lắng, các huynh đệ bảo đảm phòng bị nghiêm hơn, không để lọt một con ruồi bọ nào tiến vào. Triển hạt chân ngắn chạy ra, dùng sức ôm đùi nàng, chân gương mặt bánh bao lo lắng. Triển Linh cười ra tiếng, cúi xuống ôm cậu lên, bé ngoan, nặng rồi đây, cùng tỷ tỷ đi chân khoai sọ ăn nha. Hôm qua mới mua được mẻ khoai sọ mới, không cần thêm gia vị, rửa sạch cho vào vỉ hấp chính là có thể ăn rồi, hương vị lại ngọt nữa khoai sọ là từ phía nam chuyển lên mua liền vài chục cân có thể nấu món chính buổi tối dùng kho tàu với thịt ba chỉ thơm ngon mềm mại béo mà không ngán nghĩ mà muốn chảy cả nước miếng có thức ăn ngon sợ gì ăn không hết chứ trương viễn cùng triệu qua cưỡi ngựa về nha môn vừa vào cửa liền gặp đồng liêu mặt đầy vui mừng đối phương vừa thấy bọn họ vui vẻ hô bắt được bắt được hai người đều sửng sốt cái gì bắt được ai bắt được bắt được ai mang bụng đầy nghi vấn trương viễn cùng triệu qua bước nhanh hướng hậu đường tri châu trần đại nhân trần miễu chạy đi còn chưa vào liền nghe được một trận tiếng cười sang sảng hai người nhìn nhau việc công quá bề bộn đây là việc gì mấy hôm chưa nghe đại nhân cười vui vẻ đến như vậy là thần thánh phương nào có năng lực lớn như vậy hai người sau khi được thông báo đi vào liền thấy một nam nhân trẻ tuổi xa lạ đang ngồi dùng trà cùng đại nhân trần miễu người nọ cỡ tuổi cùng trương viễn cách ngồi có thể thấy được một phần thân thế không tầm thường một thân màu đen cả áo khoác và mũ cũng vậy cặp chân mày có va chút hờ hững là người phương nào thấy bọn họ trở về trần miễu lập tức nói lại đây ta giới thiệu vị này là tịch đồng tịch thiếu hiệp hai người này là trương viễn trương bộ đầu triệu qua triệu bộ khoái các người tuổi xấp xỉ nhau so với lão phu càng dễ nói chuyện hơn tịch đồng đó là ai vì sao đại nhân đối với hắn hòa khí như vậy? Trương Viễn cùng triệu qua mịt mờ trao đổi ánh mắt, mang một bụng nghi vấn tiến lên hành lễ. Tịch đồng cũng đứng dậy ôm quyền, lại không có quá nhiều biểu cảm. Tự hồ cũng không bởi được tri châu đại nhân coi trọng mà thụ sủng nhược kinh, cũng không có vẻ kiêu căng hoặc là hoảng loạn. Trên thực tế, Trương Viễn thật sự không thể dùng từ đạm nhiên nhận định về người này vì trên mặt ít biểu lộ cảm xúc. Người thanh niên này giống như một hồ nước trong, vừa thấy cứ tưởng nhìn thấu nhưng lại không thấy được gì, được che chắn rất cẩn thận, tinh tế nhìn kỹ thì giống người giả dối, nhưng càng xem kỹ lại xem không ra dấu vết gì. Bất quá, người này trông rất anh Tuấn. Ngũ quan hắn thoạt nhìn không đến nổi kinh diễn người, nhưng khi cùng đàm đạo, lại toát ra một mị lực phi thường. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, thật sâu không thấy đấy. Trương Viễn nhanh thu hồi tầm mắt, cười hỏi không biết tịch thiếu hiệp là người phương nào. Ngày thường làm nghề gì? lần này tới châu phúc viên làm cái gì tịch đồng nhàn nhạt nhìn hắn mắt không gợn sóng nói chỉ là phiêu bạc giang hồ thôi từ phía nam tới đang tìm người ánh mắt người này thật sắc bén chỉ liếc một chút dường như nhìn thấu toàn bộ tâm tư mình không sót gì trương viễn có hơi kinh hãi theo bản năng dời tầm mắt đi lại dường như không có việc gì chuyển hướng trần miễu không biết có chuyện gì mà đại nhân lại vui mừng trần miễu lúc này mới một vỗ trán cười nói ta thế mà vui muốn hỏng rồi, quên nói cùng các ngươi, tịch thiếu hiệp đã trót nã nghi phạm lần này về quy án. Cái gì? Trương Viễn cùng triệu qua cả kinh cùng kêu lên. Bọn họ vừa mới đi nhờ người họa bức họa, vừa vào cửa liền có người nói đã bắt được. Hắn làm như thế nào vậy? Lại nghe Trần Miễu nói, trước đó Lão Phu cũng nghĩ sao hắn bắt được nghi phạm, nhưng tại thời điểm thẩm vấn liền phát giác có càng khôn trong đó, tinh tế hỏi qua liền ngoài ý muốn phát hiện vụ án đang thụ lý giống nhau mà những bá tánh trong thành cũng lại đây nhận mặt nghi phạm hắn không có bắt lầm nếu là như vậy trên căn bản đều không có sai chỉ là trương viễn vẫn không rõ nghi phạm vốn mò kim đáy biển như thế nào một tiểu tử lai lịch không rõ có thể tróc nã được thật đúng là có nhiều chuyện không tưởng làm người ta không thể không nghĩ nhiều trần miễu cười mà không nói ý bảo tịch đồng tự giải thích Tịch Đồng cũng không tỏ ra kiêu căng, hơi gật đầu, thanh âm không lớn nhỏ nói, nói đến cũng là trùng hợp, trong lúc ta nấn ná tại đây vài ngày thì phát hiện người này có chút khả nghi liền chú ý, ngày kế thấy hắn hăng say đi đánh bạc, ra tay chi tiêu rộng rãi. Bởi vậy ta thử một chút, ai ngờ hắn quay đầu liền chạy, có thể thấy được trong người có quỷ. Ta liền bắt lấy hắn, lại lục soát trên người hắn có rất nhiều ngân lượng, ngân phiếu liền đưa đến nha môn. Trước đó ta cũng chưa biết lần này hắn là tội phạm quan trọng nghe hắn một phen giải thích không những không khiến trương viễn tin tưởng ngược lại còn hoài nghi nhiều hơn không nói đến một người hành tẩu trên đường mỗi ngày gặp thoáng qua hoặc tiếp xúc biết bao ánh mắt đâu chỉ một mà hàng trăm người như thế nào có thể một ánh mắt liền nhận ra thử hỏi có mấy người giữa mênh mông biển người trong nháy mắt phân biệt một người qua đường xa lạ có biểu hiện dị thường cho là chính mình phỏng đoán đi lại tiêu phí một ngày theo dõi nghiệm chứng càng thấy phát hiện không ổn vừa vặn đem người đến nha môn Nói ra khiến người nghe cảm thấy không tưởng, càng miễn bàn thực hiện, không phải bá tánh tầm thường nào cũng có thể làm được. Mặc dù đại nhân gọi hắn là thiếu hiệp, nhưng nhân sĩ giang hồ tầm thường chưa chắc có nhạy bén cùng tinh tế tỉ mỉ như vậy. Mà vị tịch thiếu hiệp này khi nói, biểu cảm cùng ngữ khí đều là tự nhiên, phản phất như thể thuật giảng lại một việc tầm thường lông gà vỏ tỏi mà thôi. Không phải hắn ngụy trang, mà là hắn thật sự không thèm để ý, cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả nhìn phong cách bân quơ nhạy bén cùng cẩn thận ấy, vừa xa lạ lại quen thuộc, làm trương viễn liên tưởng đến lão bản nương khách điếm ngoài thành kia. Người này rốt cuộc có địa vị gì? Mục đích tới châu Phúc viên tục cùng là vì sao? Hắn cùng vị triển cô nương kia có quan hệ gì không? Trương Viễn suy nghĩ có chút xuất thần, triệu qua không cùng hắn nói chuyện, nhất thời không khí có chút đình trệ. Trần Miễu nhìn thoáng qua bên này, làm như không phát hiện ra dị thường ha hả cười tịch thiếu hiệp kỳ nhân dị sĩ như vậy nếu có thể dấn thân vào công môn thật là có phước cho triều đình đối với bá tánh là một chuyện may mắn lớn không biết trước mắt tịch thiếu hiệp dự định đến nơi nào nếu là tìm người bản quan có thể giúp đỡ trương viễn cùng triệu qua cảm thấy lý do thoái thác này có chút quen tai dường như trước đó nghe được không lâu ở châu hoàng tuyền xem ra người này sẽ không ra làm quan ý tưởng cùng phong cách hành sự khó mà tiếp cận hoặc là nói, mình vĩnh viễn không phải là đối thủ. Tịch đồng bất vi sở động, thảo nhân đa tạ, bất quá thảo dân là một mãn phu, sống lan bạc, khó làm việc lớn. Ta hiện ở khách điếm, đang tìm người, đã có chút manh mối rồi. Đây là lời cự tuyệt. Đối với sự từ chối của hắn Trần Miễu cũng không ngoài ý muốn, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là nhìn về phía hai cấp dưới thân tính hòa khí nói lần này thực vất vả hai người đi không một chuyến rồi. Trương Viễn cùng Triệu Qua vội vàng đứng dậy ôm quyền, đại nhân nói quá lời rồi, làm bổn phận của chúng ta mà thôi, mong sớm tróc nã nghi phạm về quy án, cầu còn không được mà, lỡ để hắn chạy mất mới đáng trách. Nói lời này, tầm mắt hắn nhìn qua hướng tịch đồng, nhưng phát hiện cái người trẻ tuổi kia như củ đoan chính ngồi đó, sống lưng thẳng, ánh nhìn thẳng, vững như thái sơn. Hắn bình yên nhìn chầm chầm chung trà trong tay, phản phất ánh mắt dời đến cảnh đẹp xung quanh, nhưng không hề lộ ra chút cảm xúc nào hắn thoải mái thả lỏng cũng không vì có đại nhân hiện diện mà câu nệ hay bất an bình thản ung dung như đang nghỉ ngơi ở bên hồ ngắm hoa vậy nhưng thật ra không phải vậy dáng ngồi hắn nhìn như tùy ý kỳ thật chưa bao giờ chân chính hoàn toàn lơi lỏng đều là người luyện võ trương viễn dám nói chỉ cần có chút gió thôi nam nhân kia liền có thể tùy thời nghênh địch trần miễu cười vuốt râu bỗng hứng thú đúng rồi lần này các ngươi có mang theo bức họa trở về không mau trình lên ta mở rộng tầm mắt rồi bảo người đến họa lại hừ lão thất phu chư thanh hoài kia vẫn là chiếm tiện nghi bộ đầu nhà mình trương viễn nghe lời đem bức họa đẩy tới nhưng khi trần miễu vừa mở bức họa ra người vừa rồi còn bình tĩnh không chút gợn sóng bỗng thay đổi chóng mặt trong nháy mắt hai mắt tịt đồng sáng lên kịch liệt và quay cuồng biểu lộ đầy đủ cung bậc cảm xúc trần miễu cầm bức họa nhìn một lát ông không ngừng gật đầu quả nhiên rất giống mới vừa nãy lão phu thấy người này nếu không tận mắt nhìn thấy thật sự khó mà tin được, vị họa sĩ chưa gặp qua người này bao giờ mà họa ra thật giống. Quả nhiên thần kỹ, rất sống động, chỉ dùng mấy chữ khó có thể hình dung được hết. Tịch thiếu hiệp, người hành tẩu giang hồ kiến thức rộng rãi, có từng gặp qua thần kỹ này bao giờ chưa? Có thể gặp được hắn ông thực lòng tháng phục tài rồi. Trương Viễn nhạy bén nhận thấy trong nháy hô hấp tịch đồng không bình thường, nó có chút rối loạn. Chàng nhận bức họa, nghiêm túc tỉ mỉ nhìn mấy lần, đột nhiên hỏi đại nhân cũng biết người họa ra bức họa này ở nơi nào đúng không? Trần Miễu đang muốn nói lại nghe Trương Viễn đột nhiên hô lên, ngươi chính là hắc y nhân, người đi khắp nơi hỏi tung tích họa sư ư. Lời vừa nói ra, cả phòng liền rơi vào im lặng dị thường. Trần Miễu có chút ngoài ý muốn nhìn tịch đồng, lại thấy hắn thoải mái hào phóng gật đầu, không tồi, đúng là tại hạ. Thân phận họa sư rất quan trọng, không thể tùy tiện nói ra ngoài. Biểu cảm Trương Viễn trở nên nghiêm túc và cảnh giác, đột nhiên hắn đứng lên truy vấn hỏi, ngươi ở trong thành hành tung huyền bí, hiện giờ lấy cớ bắt nghi phạm tiếp cận đại nhân, đến tục cùng ngươi có ý gì? Triệu Qua thấy thế cả người cũng căng chặt, bộ dáng như lâm trận trước đại địch. Mới vừa rồi hưng phấn cùng kinh hỉ giờ đã không còn sót lại chút gì, chỉ có lo sợ cùng lo lắng. Người này trước tiên ở trong thành tìm hiểu địa lý, sau đó cố ý lúc bọn họ không ở trong phủ tiếp cận bên người đại nhân, lúc này nếu hắn đột nhiên làm khó dễ với khoảng cách gần như vậy chung quanh lại không có người khác chi viện bọn họ sao bảo hộ đại nhân được chu toàn tịch đồng giống như không có cảm giác được bầu không khí khẩn trương này tay cầm bức họa giơ lên nghiêm túc nói nếu ta không đoán sai họa sĩ này là một vị cố nhân của ta ta vì tìm nàng mà đến cố nhân triệu qua phản bác nói miệng không bằng chứng cứ lai lịch ngươi như mê cung động cơ không đơn thuần chỉ dăm ba câu sao chúng ta tin tưởng được. Cho ta một thanh than củi và một trương giấy trắng, ta tự nhiên có biện pháp khiến các người tin tưởng. Tịch Đồng nhìn bọn họ có chút tán thưởng, cũng không sinh khí gì. Không cần coi khinh trí tuệ cùng tính cảnh giác người cổ đại, một vị tri châu cùng hai bộ khoái đều không phải là đèn cạn dầu. Lúc này bọn họ mới nói mấy câu, chỉ sợ trong lòng đã nghĩ sai về chàng rồi. Trương Viễn cùng Triệu Qua theo bản năng nhìn đại nhân nhà mình, liền thấy Trần Miểu trầm ngâm một lúc thì gật đầu người đâu, lấy một xấp giấy trắng, một thanh thang củi tới. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, một vài nét họa, một kiện thường phục Trần Miểu liền dần hiện rõ trên giấy, phản phất rất sống động, kỹ xảo cùng triển linh họa không sai biệt mấy. Trần Miểu lên tiếng, thần kỹ, trương viễn cùng triệu qua liếc nhau, cảm thấy lời tịch đồng nói là thật. Nhìn họa kỹ này, người bọn họ gặp triển linh là người đầu tiên, trước kia chưa từng nghe thấy nói chi là học được cũng không biết sao trong lòng trương viễn bỗng có điểm không thoải mái dù vậy chúng ta cũng không thể tùy ý lộ ra cốt nhục còn phản bội nhau huống chi hai người chỉ là cố nhân triệu qua cũng gật đầu trần miễu cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý nếu nam tử này từ ngàn dặm xa xôi tới trả thù bọn họ đem hành tung triển cô nương lộ ra há chẳng phải là hại nàng sao tịch đồng bỗng nhiên cười ung dung như núi tuyết cao tự tại như gió xuân nổi mặt hồ lăng tăng cả người đều ôn hòa mềm mại như vậy đi làm phiền trương bộ đầu truyền lời với nàng ấy nói có cố nhân tịch đồng tới chơi triển linh cô nương có muốn gặp hay không lời vừa nói ra trương viễn cùng triệu qua hoàn toàn không còn gì để nói nữa người ta còn biết tên gọi triển cô nương đó nha sự tình là như vậy triển cô nương thấy sao trương viễn vừa nói xong lại thấy biểu hiện triển linh ngồi đối diện như vừa kinh hỉ cùng sung sướng đến nỗi không nói nên lời sau đó nàng đứng lên đáy mắt nồng đậm ý mừng cùng kích động, khóe miệng cong lên, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện mong chờ, thanh âm hơi run nói hắn là tịch đồng sao. Hắn ở đâu? Thấy nàng phản ứng như vậy, Trương Viễn dù có là ngốc tử cũng biết bản thân lo lắng vô ích rồi. Hắn xem triển cô nương là bằng hữu, bằng hữu cùng bạn cũ gặp lại, bản thân nên thay nàng cao hứng, nhưng vì sao? Hắn không tài nào cao hứng nổi vậy lúc trước chúng ta sợ hắn là người không có ý tốt nên lại hỏi ý tứ cô nương một chút hiện giờ biết là hiểu lầm ta về bảo hắn lại đây trương viễn mở giọng có chút buồn buồn nói đa tạ đa tạ làm phiền làm phiền nội tâm triển linh kinh hỉ mãnh liệt cứ nghĩ bản thân một mình tại một nơi xa lạ bỗng phát hiện còn có một đồng bạn nữa cũng tới hỏi không vui sướng cùng may mắn sao được từng nghĩ không có thật sự không có thật không nghĩ tới tịch đồng tới rồi. Thấy nàng từ khi biết tin vui mừng không khép được miệng, trong lòng Trương Viễn càng thêm phiền muộn, nhịn không được hỏi nhiều một chút, các người, là bằng hữu sao? Triển Linh nghiêm túc suy nghĩ một lát, bỗng cười sáng lạng, bằng hữu tốt nhất, có thể tính thác tính mệnh cùng. Trên đường trở về, trong lòng Trương Viễn như treo một quả cân nặng trĩu ép tới thở không nổi, hắn không ngừng thầm mắng bản thân không nên xen vào chuyện người khác. Nếu là hắn không hỏi, không nói, Hắn nhìn con đường mình đi qua vô số lần, lần đầu tiên hy vọng nó không có điểm cuối cùng. Thời điểm cầm tờ giấy chỉ hướng đi, tịch đồng thực khó khắc chế tâm tình kích động của mình, khi tòa khách điếm kia lọt vào tầm mắt, chàng nhịn không được dục ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng khi gần đến vùng phụ cận chàng bỗng khẩn trương, bản năng giữ chặt lại cương ngựa. Mái tranh vách đất, khói bếp lượn lờ, một chỗ hoang dã lại ấm cúng, tựa như giữa sa mạc mênh mông mệt mỏi tìm được suối nước mát trong, an nhàn cùng thảnh thơi chàng bỗng sợ hãi, một sự sợ hãi vô cớ nảy sinh. Sợ hết thảy chỉ là trùng hợp, sợ khi gặp người thì lầm rồi, sợ phát sinh kế tiếp chàng không thể nắm mắt được nữa. Hắc mã chạy còn chưa đủ đã bị bảo dừng, nó có chút không vui đảo quanh tại chỗ, hất hất chân sau, vì vì tỏ vẻ bất mãn. Tịch đồng bật cười, xoay người xuống ngựa, vuốt ve nó, ngựa ngoan, tim ta đang đập đến lợi hại ngươi biết không hả? Vui mừng hân hoan cùng lo lắng sợ hãi, một cổ tâm tình kỳ quái chưa từng có xuất hiện bảo chàng cứ từ từ rồi lại khát vọng muốn tới gần hắc mã phì phì mũi nhìn chàng khó hiểu tịch đồng cười tự dẻo vừa muốn nói chuyện thì người từ trong khách điếm đi ra tươi cười thân thiết hỏi khách quan muốn nghỉ chân hay là ở trọ nơi này của chúng ta có đồ ăn tốt nhất thức ăn nóng hổi giường đất ấm áp mọi người nghĩ lại đều khen ngợi bên ngoài trời giá rét không bằng tiếng vào ngồi nghỉ tạm một hồi rồi lại lên đường Tịch đồng hơi suy tư, thuận nước đẩy thuyền gật đầu được. Khách quan, ngựa này của ngài là thần mã A. Tiểu nhị kia muốn cầm dây cương dẫn ngựa thì bị nó giơ hai chân trước lên hí vang, ý là không muốn cho hắn đụng vào. Ai u? Tiểu nhị hoảng sợ, kinh hoảng thất thố thối lui, thắt mã hừ mũi phì phì, đôi mắt hẹp dài như ánh lên kinh thường. Tiểu huynh đệ, không bị thương chứ? Thật không phải, nó có chút bướng bỉnh, không thích người lạ chạm vào, ta quên nói sớm. Tịch đồng xin lỗi, lại vỗ đầu hát mã quát hồ nháo, ta nói bao nhiêu lần rồi hả? Hôm nay không cho ngươi bả đậu ăn. Mỗi lần gặp người khác chàng đều giải thích sớm, chỉ là hôm nay suy nghĩ đến xuất thần quên mất, suýt nữa khiến người khác bị thương rồi. Tiểu nhị không để bụng, chỉ có chút hoảng sợ, bây giờ thì tốt rồi, cảm thấy bản thân bị một con ngựa cười nhạo không biết nên khóc hay cười. Lại thấy nó bị chủ nhân của mắng thì không còn dáng vẻ ấy nữa, con ngựa hiểu tiếng người sao? Xem nó năn nỉ chủ nhân nó kìa, hết cắn tay áo lại áp đầu cọ vào người chủ nhân nó. Đã nói không cho là không cho mà, phải nghiêm trị ngươi mới được, không ngươi lại mau quên. Tịch đồng nghiêm túc nói, không cho nó bất cứ thương lượng nào nữa. Thấy chàng cứng rắn như vậy, hắc mã lại vì vì trong mũi, vẻ mặt lúc này héo rũ xuống. Đại bảo kinh ngạc, cảm thán nói, tiểu nhân thật là mở rộng tầm mắt, có nghe nói heo nuôi có linh tính, không nghĩ con ngựa này cũng vậy, nó đúng là thần mã rồi. Tịch đồng cười khẽ, chớ có khen nó. Động vật vốn có trí tuệ, đặc biệt là loại động vật có vú, khi sống cùng con người, có nhiều con phản ứng linh lợi, còn có thể xem như bằng là hữu. Giống như lúc này, hắc mã tuy nghe không hiểu tiếng người, nhưng lại phân biệt được ngữ khí, biết lời nói đối phương là lời hay, liền lại nhanh chóng vào dạt đắc ý lên. Tịch đồng lắc đầu. Xem tính tình nó, quả thực khiến chàng đau đầu thôi kệ nó thích vui vẻ kệ nó thôi hai người dắt ngựa cùng đi vào được một đoạn thì gặp triển linh vừa đi ra kiểm tra lạp xưởng hong gió thế nào rồi thấy nàng đại bảo liền nói chưởng quầy có khách nhân tới triển linh ngẩng đầu vừa tầm ánh mắt tịch đồng bốn mắt nhìn nhau quả nhiên là hắn hai người đứng bất động nhìn nhau ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mà không nói lời nào dường như thời gian chung quanh đang dừng lại đại bảo không hiểu chuyện gì xảy ra thấy lão bản nhà mình cùng khách nhân như bị chú định không thể nhúc nhích hai người này bị làm sao vậy hắn gãi đầu nghĩ gì đó định nói ra nhưng lời vừa đến miệng thì lại nuốt trở vào cảm thấy lúc này bản thân nên im lặng thì hay hơn cũng không biết qua bao lâu triển linh rốt cuộc hoàn hồn nàng há miệng thở dốc tiến lên một bước lại dừng lại rất nhiều điều muốn nói nhưng khi thốt ra chỉ được một câu huynh tới rồi chỉ ba chữ vỏn vẹn đơn giản tịch đồng cũng không còn thấp thỏm như lúc nãy nữa chàng nở nụ cười vui vẻ tận đáy lòng xin lỗi đã tới chậm nói xong cả hai đều cười khúc khích bỡ ngỡ ban đầu không còn sót lại chút gì như thể bọn họ chưa bao giờ tách ra xúc cảm nguyên vẹn như lúc cả hai cùng sánh vai bên nhau làm nhiệm vụ trước kia vậy còn chưa ăn gì đâu triển linh cười hỏi thế muốn ăn gì nào ta làm cho huynh tịch đồng nghiêm túc nghĩ nói tùy ý đi Triển Linh gật đầu, sáng sớm có ngâm ít đậu que khô giờ có thể nấu rồi, Huynh vào trước, qua, Huynh có ngựa sao? Lúc này Triển Linh mới để ý con hắc mã cao lớn đứng bên cạnh, nàng không khỏi hâm mộ. Ừ. Tịch đồng tránh ra một chút, ý tứ bảo nàng có thể sờ sờ nó, ở đây không có xe, đành phải mua một con. Đại bảo chớp chớp mắt, cảm thấy thật khó hiểu cái gì không có xe. Khi không phải là xe sao? Khắp nơi đều có mà. Huynh có tiền, Triển Linh nhìn bộ lông bầm hắc mã đầy si mê, nàng cảm thán nói. Một con ngựa tốt cũng đến mấy trăm lượng, thậm chí hơn một ngàn bạc. Tính hết tiền tài của nàng chỉ có thể đổi được cái mông, cổ ngựa mà thôi. Tịch đồng nghe vậy cười, đôi mắt hẹp dài ôn nhu dưới ánh mặt trời. Triển Linh Phi thường kích động, nàng hít một hơi sâu, xoa xoa tay, sau dơ lên muốn sờ bờm nó, nhưng mà... Con ngựa kia không cho nàng sờ. Nàng định vuốt đầu, nó lại xoay cái mông vào mặt nàng còn hất cái đuôi lên nữa triển linh đứng hình nhìn sang tịch đồng nói ta hoài nghi huynh đang muốn khoe với ta thì phải chàng buồn cười đúng là con ngựa tinh mà nhìn bộ lông mau nó kìa so với tóc nàng còn sáng bóng hơn thấy mà ghét sau đó tịch đồng tự dắt ngựa vào chuồng kết quả triển linh không vui la lên nàng chỉ quay một chuồng súc vật không nghĩ tới con la kia không chịu ở chung Triển Linh có chút đau đầu, năm này là năm gì a? À? Chẳng lẽ bọn họ suy ngược thời không nên thời đại này động vật đều là quỷ tinh? Chỉ có mình nó mà còn muốn phòng đơn nữa chứ. Cùng đồng loại là phải hảo sống cùng nhau, mà chúng nó có họ hàng gần, họ hàng gần thì phải hòa ái cùng chia ngọt sẻ bùi mới đúng chứ. Đúng là không tốt mà. Triển Linh lớn tiếng bắt chúng ở chung, thế là hai con hầm hè la ó, dẫm lên bụi đất bay mù mịt, khiến khách nhân chú ý phải chạy ra xem náo nhiệt có người còn đang ăn dở tay cầm bánh bao cũng chạy ra xem. Không làm sao được, tịch đồng đành phải đem hắc mã ra cột bên ngoài, triển linh đi gọi thiết trụ tranh thủ thời gian quay một cái chuồng ngựa khác. Nàng không cần hỏi cũng biết tịch đồng sẽ lưu lại, tịch đồng cũng thế, chàng không cần nói cũng biết triển linh hiểu chàng muốn gì. Tịch đồng rửa tay sạch sẽ, đi vào đại đường chọn ngồi cái bàn góc khuất, an tĩnh ngồi đó xem xét xung quanh. Khách điếm trong ngoài thu thập sạch sẽ, trong không khí tản mùi thơm gỗ mới, mùi thức ăn thơm lừng cảm giác thực ấm áp ngồi nơi này không thấy phía sau bếp nhưng chàng có thể tưởng tượng dáng vẻ bận rộn của nàng thế nào ở đó thực tốt quá nàng đã hoàn thành được mộng ước đó rồi có thể mỗi ngày an ổn sinh hoạt tịch đồng ngồi đó tâm tình nôn nóng bấy lâu dần bình tĩnh lại chàng rất thích cảm giác lúc này của mình không bao lâu triển linh bưng một cái khay lớn lên trên đó có một bếp lò nóng hổi đang ninh nồi đậu que cùng nhiều dĩa nhỏ đựng trứng muối cải muối chua, trứng vịt bắc thảo, gỏi gà, nhìn thật thèm ăn. Tịch Đồng đứng dậy phụ nàng đỡ xuống, thấy trứng vịt bắc thảo liền cười, muội cũng làm được món này. Chàng chỉ biết ăn còn nấu nướng thì chịu, bao ngày ở đây đều là màn trời chiếu đất. "Đừng nói trứng vịt bắc thảo, đến trứng chim còn chưa thấy mặt mũi nó thế nào." "Nếm thử đi." Triển Linh ngồi xuống, chống cằm nhìn chàng cười tủm tỉm, huynh tới thật đúng lúc, mấy hôm trước mới vừa làm một mẻ lạp xưởng theo phương pháp huynh đưa đó tối nay ta chuẩn bị làm món kho như vậy có thêm món mới cho huynh thưởng thức rồi tịch đồng vốn là người ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng ở cùng nàng khóe môi theo bản năng luôn mang ý cười có lẽ chính hai người họ cũng chưa phát hiện ra điều này chàng bỗng buông đũa từ trong áo choàng lấy ra một tay nải nhỏ màu xanh mở ra cầm một túi tiền nặng đưa nàng chúng ta vẫn là cộng sự không chàng có điểm thấp thỏm triển linh nhìn khẽ thở dài một cái ta không làm chuyện đó được nữa rồi. Tịch đồng dương mắt nhìn chung quanh, khẽ cười nhìn ra được. Bất quá, triển linh đột nhiên nở nụ cười, mi mắt cong lên lộ giảo hoạt. Nàng duỗi tay cầm túi tiền, nhìn nhìn đếm đếm, nhiêu đây đủ huynh ăn uống cả đời rồi. Tịch đồng nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng đi theo buông xuống. Có khách nhân để ý, thấy đồ ăn trên bàn tịch đồng liền treo lên, lão bản nương, đó là gì? Sao không nghe tiểu nhị nói qua, triển linh cũng không quay đầu lại nói thức ăn gia đình chỉ cấp cho bằng hữu người nọ bất quá nhìn thấy nên thèm ăn nghe xong lời này đành chấp nhận chỉ là nhìn thái độ thân mật của hai người lại là tuấn nam mỹ nữ liền thuận miệng trêu ghẹo phải bằng hữu không trông như tình lữ thì có mà triển linh cùng tịch đồng xem như không nghe thấy vừa ăn vừa nói chuyện nhìn túi tiền tịch đồng ném cho mình triển linh có chút hoảng sợ nhỏ không phải huynh ấy cướp của doanh trại nào ấy chứ tiền vào tay ta nàng nói mạnh mẽ không có cửa ra tịch đồng cười khẽ đôi mắt sáng long lanh cho muội ta không nghĩ dòi lại đâu triển linh gật đầu không cảm thấy ngượng ngùng bất quá ta cũng không phải chiếm tiện nghi trắng trợn như vậy được cứ như vậy đi xem như đây là vốn huynh góp vào huynh là đại cổ đông mỗi tháng chia hoa hồng được không tịch đồng ừ một tiếng một bộ dáng chậm rãi quen thuộc muội cứ làm chủ đi chàng không có khái niệm gì đối với tiền tài càng không có tính toán gì, trước kia trừ bỏ chi tiêu tất yếu, cuộc sống đều giao triển linh xử lý, bằng không tính tình này của chàng sớm đã chết đói rồi. Tịch đồng cúi đầu ăn mì Thói quen của chàng là, mỗi ngụm đều ăn kèm thức ăn, sau đó uống một ngụm canh, nhiều năm qua chưa bao giờ thay đổi. Cảm thấy tầm mắt triển linh nhìn mình, tịch đồng cong khóe môi, trong ánh mắt mang theo điểm hồi ức tình cảnh này làm ta nhớ cuộc sống trước kia của chúng ta. Bọn họ vốn là đồng đội trong quân, lần đầu gặp mặt chính là trên bàn cơm của tân sinh tham gia huấn luyện sau hai người được phân cùng tuyến bộ đội đặc biệt mỗi người có sở trường riêng bổ túc nhau sau mấy năm hợp rồi tan cuối cùng vòng lại thành cộng sự huynh đến từ lúc nào điểm đến đầu tiên ở đâu sao biết ta ở chỗ này triển linh tràn đầy tò mò cảm thấy cả hai cùng xuyên qua thật sự quá kỳ diệu hoàn toàn không thua gì thế giới thứ tám đại kỳ tích tịch đồng thông thả ăn sau đó mới chậm rãi nói lần trước nhiệm vụ kết thúc không lâu phát hiện không thể liên lạc được muội trong quá trình tìm rồi mơ màng lạc đến đây ước chừng ở vùng vân quý khoảng hơn nửa năm ta cũng không biết vì cái gì như là vận mệnh chú định cảm thấy một đường hướng bắt là đi có nghỉ ngơi tại khách điếm nhưng không ở lại lâu nói tới đây hai người nhìn nhau cười cảm thấy mọi sự trên đời này thập phần thú vị chỉ là kỳ quái rõ ràng triển linh xuyên trước nhưng vì sao tịch đồng so với nàng lại tới sớm hơn nghĩ không ra thật sự là không nghĩ ra vừa tới trận kia tịch đồng mờ mịt hồi lâu chàng là một chiến sĩ mỗi ngày đều bận nhiệm vụ ngẫu nhiên có mấy ngày rỗi đi mua sắm gì đó thường thì chưa nghĩ đủ lại phải đầu nhập chiến đấu rồi vì vậy chàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ bận tâm hết thảy đều có thượng cấp cùng cộng sự hỗ trợ an bài hảo chính là trong chớp mắt thiên địa thay đổi bất ngờ chàng thành một người. Dân thất nghiệp lang thang. Không có chiến tranh, không có nhiệm vụ, không có đã kích ngấm ngầm hay công khai, cái gì đều cũng không có. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Chàng cảm thấy bản thân khó hòa hợp cùng hoàn cảnh này, lâm vào mờ mịt. Giống như người lưu vong không nhà cửa. Sau đó lại không biết qua bao lâu, một buổi tối tĩnh lặng bỗng nhiên trong lòng nôn nao muốn đi đến hướng Bắc, vì thế liền bước đi. Thật tốt tịch đồng gấp một đũa gỏi gà trộn rau mầm nhai một chút liền hơi dương mày thấy vậy triển linh không khỏi có chút đắc ý giấm ăn ở đây thật thơm không có phụ gia nhiều như ở chỗ chúng ta dùng trộn rau hay nêm thức ăn đều đặc biệt thơm ngon triển linh hưng phấn chia sẻ thu hoạch này với chàng ừ rất ngon tịch đồng dùng ánh mắt khẳng định chàng nói ở châu hoàng tuyền bắt gặp bức họa của muội có đi dò hỏi nhưng những người ở đây thực kín miệng chỉ nghe phong phanh là có từ hai bộ khoái từ châu Phúc Viên, ta lại liền đi châu Phúc Viên. Mấy ngày liền ở đó vẫn không thu hoạch gì cho đến khi bất ngờ phá vụ án kia. Lúc này nói lại những chuyện đó, chàng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Thì ra trước đó khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ vì nhiều chuyện mà bỏ lỡ đến gần một tháng mới gặp được nhau. Thì ra là vậy. Triển Linh bừng tỉnh đại ngộ kỹ họa đó là huynh dạy ta, tất nhiên huynh nhận ra rồi dừng một chút nàng lại cười nói xem ra dù ta có vội cũng không giúp gì được nếu không dù huynh đi qua đây đến trăm lần cũng chẳng ghé vào hai người đang nói giỡn thì nhị cậu tử ngượng nghịu mang triển hạt từ quầy sau đi lại trưởng quầy đại gia muốn tìm ngài ta ngăn không được không có việc gì để đại gia lại đây triển linh vẫy tay với triển hạt vừa lúc đệ nhận người biểu cảm tịch đồng có chút vi diệu đây là hài tử muội bọn họ chia xa mới bao lâu mà nhi tử nàng lớn vậy rồi. a à, đệ đệ ta. Triển Linh thoải mái hào phóng nói, trời xuôi đất khiến thế nào lại gặp phải, có lẽ là duyên phận. Đúng không hạt nhi? Triển hạt cười tuê tuết, gật đầu ý chào hỏi với tịch đồng, bàn tay mũm miễn vịnh cạnh bàn, đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn tịch đồng. Nhìn đôi mắt sạch sẽ hồn nhiên không tạp chất này, tịch đồng cười đáp lại. Thấy vậy triển hạt hơi thẹn thùng, nhấp nhấp miệng muốn nói, lại hơi nhích gần sang chỗ triển linh. Người này là đại ca sao? Đây là tịch đồng ca ca, là bằng hữu tốt mà tỷ tỷ tín nhiệm nhất, về sau chúng ta là người một nhà. Triển linh ôm triển hạt ngồi lên ghế và kiên nhẫn giới thiệu. Nói tới đây, tâm tình nàng bỗng vi diệu lên, nơi này mọi người đều kết hôn sinh con rất sớm, không nói trước, đứa bé này có thể gọi ta là A-di, gọi huynh là thúc thúc rồi nhỉ. Nàng 26 rồi đó, tịch đồng nghiêm túc nhìn nàng lắc đầu thực tiễn chứng minh người hiện đại lão hóa chậm hơn triển linh nhướng mày ý người này là muốn bọn họ tiếp tục không lộ đúng tuổi sao đúng là tuổi thọ trung bình người cổ đại vốn dĩ thấp thể chất cũng không bằng người hiện đại trải qua các loại cải tiến đừng nói đến những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như bọn họ dựa theo tỷ lệ ở đây tính ra bọn họ ước chừng mười bảy mười tám tuổi mà thôi triển hạt nhìn triển linh rồi lại nhìn tịch đồng Thấy đối phương như thể đang làm ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một con tiểu cẩu như thật, nhất thời cậu tròn xoe mắt kinh ngạc. Cậu lại nhìn Triển Linh, đại não hạt dưa cảm thấy thực khó tiếp nhận, quá diệu kỳ. Triển Linh cầm tiểu cẩu cho vào lòng bàn tay cười, là huynh khắc sao, tay nghề điêu luyện hơn trước rồi. Một con chó săn nhỏ trông y như thật, từ hình dáng đến ánh mắt, lại bé xíu cỡ lòng bàn tay trông thực đáng yêu. Tịch Đồng rất am hiểu dùng đao ngắm. Điều khắc này yêu cầu cao về đao pháp cùng tâm tình, nếu tâm không tịnh khó khắc thành phẩm sinh động như vậy." Từ âm thanh tịch đồng hơi thấp, chàng rủ mi nói, "Không có muội bên cạnh, ở đây cũng không có gì tiêu khiển, nhiệm vụ cũng không có, chỉ có thể làm chút khắc gỗ này thôi." Nói xong, chàng lại cười như thể khoe khoang chiến tích của mình, có thể đổi được mấy lượng bạc nữa. Đoạn thời gian trước đó, quả thực nhờ khắc gỗ chàng mới duy trì được sinh kế. Triển Linh bật cười, đem chú chó săn nhỏ cho triển hạt, tịch ca ca cho đệ lễ gặp mặt, cầm đi chơi đi. Triển hạt hớn hở ra mặt, dù âm thanh nghẹn trong cổ họng nhưng đối tịch đồng thân cận hơn. Có được đồ chơi tốt đương nhiên muốn đi khoe một chút, ngồi tự chơi một lát triển hạt liền bò xuống ghế chạy đi tìm bọn nhị cẩu tử khoe với bọn họ. Tịch đồng nhìn bóng dáng tròn vo đi xa, quay đầu chỉ ít hầu hỏi triển linh. Thấy vậy triển linh thầm thở dài, thời điểm nhặt được nó đến giờ vẫn như vậy, dây thanh quản không vấn đề gì, có thể do chấn thương tâm lý hình thành chướng ngại phải từ từ mới được tịch đồng gật đầu lại hỏi muội muốn nuôi nó cả đời sao triển linh cười lắc đầu lại đem lai lịch triển hạt nghiêm túc nói sao có thể dưỡng cả đời được ta đang cân nhắc có lẽ gia thế đứa bé này không tầm thường không biết lưu lạc thế nào đến chỗ này tương lai một ngày nào đó gió êm sóng lặng nếu người nhà biết nó chưa chết tám chín phần là muốn nhận về chỉ là đứa nhỏ luôn sợ hãi buổi tối liên tục gặp ác mộng đại phu nói có thể thân mình bị thương để lại bệnh căng hiện ta âm thầm bốc thuốc điều trị cho nó chờ thân thể dưỡng hảo lại chậm rãi dò hỏi tin tức bên ngoài xem sao nàng nhiều lần nghĩ đến thân phận triển hạt cũng có nghĩ đến những tấn kịch bản cung đình hào môn nếu quả là gia tộc cốt nhục tương tàn nếu đối phương dám xuống tay một lần tất nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc rồi đứa bé này nhặt mệnh về không dễ dàng hiện tại căn cơ nàng còn thấp chưa có phương pháp gì. Thứ hai, đối với thế lực phân bố phụ cận cũng không rõ ràng lắm. Nếu như suy đoán này là đúng, một khi để lộ ra tiếng gió, chỉ sợ không ngăn cản được kẻ muốn mưu hại triển hạt. Lại liên lụy đến nhóm người ở đây, tạm thời ngủ đông đã, chờ bàn bạc kỹ rồi hẳn tính tiếp. Tịch đồng nghe xong gật đầu mỗi suy nghĩ thật chu đáo. Nuôi cũng được, thêm một người nói lắc thì có sao đâu buổi tối thiết trụ cùng nhị tổ tử mang theo bọn họ tiểu ngủ về dùng cơm mọi người đối với tịch đồng không khỏi tò mò lưu tẩu phụ trách việc vặt ở bếp nói nhìn dáng vẻ khí phái như vậy không giống kẻ đến xin làm công gì mà làm công tẩu tử nghĩ xa quá rồi đại bảo liền nói hôm nay ta nghe chính miệng trưởng quầy nói là cố nhân họ bị thất lạc nhau mọi người sôi nổi gật đầu thì ra là thế ngưu tầm ngưu mã tầm mã chưởng quầy là nữ trung hào kiệt, người nhận thức sẽ không giống phàm phu tục tử. Hắc, các người không thấy ánh mắt người đó không, dáng vóc cùng khí thế đó, ta nhìn rất giống kiểu anh hùng hiệp khách trong các thoại bản quá đi mất. Ha ha, chưởng quầy chúng ta chẳng khác nào hiệp nữ, đang cần một nam hiệp thế này đấy. Cái gì nam hiệp, ngươi thật thiếu kiến thức, phải gọi là thiếu hiệp. Làm việc ở khách điếm mấy này, Lý Thị cũng quen thuộc hơn, nghe vậy cười nói, chả trách, ta thấy trưởng quầy chưa có ai, không phải là người trong lòng đây sao? Nghe vậy người liền cười, bắt đầu sôi nổi chuyện chung thân đại sự trưởng quầy nhà mình. Tiểu ngũ có điểm chần chờ nếu là như vậy, chẳng phải như là ở rễ sao? Nhân phẩm trưởng quầy tốt, có thể vì thế mà muốn nương tựa trưởng quầy, thế này thật không tốt. Chớ nói bậy. Thiết trụ dùng thân phận đại ca quát lớn, thật là thiếu kiến thức, hôm nay ngươi không thấy vị tịch đại gia kia khí phái cỡ nào sao? Tính một con bảo mã thôi không phải mấy trăm mà hơn cả một ngàn bạc, nếu không có tay nghề gì sao có thể mua được. Người như vậy là người ăn cơm trắng sao? Mọi người cảm thấy hắn nói có đạo lý, nói rất đúng. Ăn cơm gần vãng, lưu tẩu tử có chút nhiều chuyện của đại nương nông thôn, trồng sinh trồng, phượng sinh phượng, trưởng quầy sinh đẹp tài giỏi, tịch đại gia hậu sinh xuất sắc, hai người nếu cùng một chỗ, con họ sinh ra xinh đẹp cỡ nào a à? Lời vừa nói ra như vậy khiến mọi người trong bàn không khỏi ảo tưởng theo, chưa gì đã hy vọng đến tiểu trưởng quầy tương lai. Một đêm này, tịch đồng có được một giấc ngủ ngon nhất từ khi tới đây đến giờ. Sáng sớm hôm sau, triển linh dậy trễ hơn một chút, theo thói quen tính kêu triển hạt dậy rửa mặt lại phát hiện, trong phòng thế nhưng không có ai. Lưu tẩu tử đang giặt vỏ chăn trong viện, thấy nàng liền cười nói, trưởng quầy tỉnh rồi. Đại gia đang ở Đông Sương chơi với tịch đại gia một khúc nhạc đệm nổi trong lòng triển linh a à một tiếng hai người này thân nhau nhanh vậy sao ngoài chưa cẩm triển hạt chưa đối với ai thân cận như vậy cái gì đại gia tịch đại gia hiện giờ nhà nàng có tới hai vị đại gia vậy mình gọi là gì nhỉ triển đại nương sao triển linh vừa rửa mặt đột nhiên nghĩ miên man nghĩ đến đây nàng cười thầm rửa mặt xuất miệng xong nàng đi đông sương phòng trước khi đi còn nhắc lưu tẩu tử chuyển lời với lý thị bảo nàng ta đem gạo nếp đêm qua ngâm đi hấp hấp chín rồi giữ nhiệt độ vừa phải rồi báo nàng lưu tẩu tử nhận mệnh vội dọn nhanh vỏ chăn liền đi thông báo lý thị đông sương phòng không có cửa nhìn vào triển linh liền thấy một lớn một nhỏ ngồi ở đầu giường đất cả hai đều cúi đầu tập trung làm cái gì đó triển linh bật cười cố tình chậm bước chân lại nhưng bị tịch đồng phát hiện thấy nàng liền cong khóe môi làm cái gì đó nàng đi vào lúc này mới phát hiện tịch đồng đang khắc gỗ, vẻ mặt triển hạt hưng phấn, xem rất là nhập tâm. Tịch đồng cho nàng xem khối gỗ thô đang phát họa hình tiểu mã, lại chỉ triển hạt, nó tuổi ngựa. Có cảm ơn ca ca không? Triển Linh sờ đầu tiểu gia hỏa, cảm giác đầu cậu ấm áp, nhịn không được xoa xoa nhiều vài cái. Tịch đồng nhìn nàng mặt đầy ý cười, Triển Linh dời mắt giả vờ không phát hiện. Nàng có cái tật xấu này, thích vuốt ve bộ lông xù động vật nhỏ, người cũng tất nhiên không khác là mấy. Cả ba ăn cơm sáng, với món cháo gà và chút dưa muối, củ cải muối vừa ăn, nhai nghe rôm rốt, hương vị bật dậy tinh thần thực sản khoái. Có tiểu hài nhi có thêm món bánh bao nhân thịt nhỏ, thêm một chén canh nhỏ vừa đủ cậu bé dùng. Triển Linh mỗi ngày đều làm một chén chân trứng cho triển hạt, đựng trong chén sứ trong thập phần đẹp mắt. Trứng được đánh tan thành sợi nhỏ, phía trên cho chút đậu đỏ nghiền, hương thơm ngọt, tiểu hài tử đặc biệt thích ăn. Tiểu gia hỏa tự cầm đổ đặc chế của mình, tay trái dùng muỗng mút chân trứng, ăn từng ngụm không ngừng. Tịch đồng gấp cái bánh bao nhỏ, phát hiện triển hạt ăn đến căn phòng hai má. Nhìn thực giống cái bánh bao nhỏ này quá. Thấy vậy chàng nhìn một chút, khi ngẩng đầu thì thấy triển linh đang nghẹn cười nhìn mình. Người này vẫn không thay đổi, thời điểm nguy hiểm là người đáng tin, nhưng trong sinh hoạt đời thời thì quả thực đơn thuần vô cùng. Ăn cơm xong, triển linh vội vàng đi phòng bếp, Triển Hạc theo thói quen muốn đi theo nàng, chân ngắn vội vàng chạy theo thì phát hiện bản thân được bế bổng lên, ngay sau đó liền rơi vào lồng ngực trắng chắc. Một tay tịch đồng có thể bế bé rồi, chỉ là mở miệng hỏi thế này thoải mái không? Chàng chưa ôm qua tiểu hài tử nên không rõ lắm. Triển Hạc chớp chớp mắt, liền đổi tư thế thuận, sau đó cong đôi mắt cười với chàng. Đáy mắt tịch đồng lộ ra ý cười, liền đuổi theo triển linh. Ngồi trong vòng tay tịch đồng, Triển Hạc cảm thấy mới lạ và vui vẻ Qua, thật cao so với tỷ tỷ ông còn cao hơn A à. Thấy Triển Linh tới Lý Thị vội tiến lên nghênh đón trưởng quầy hảo, gạo nếp kia ta đã đem hấp cô nương muốn qua xem không Nàng không biết trưởng quầy muốn hấp nhiều gạo nếp thế này làm gì chân chín rồi lại muốn giữ không nóng cũng không nguội Triển Linh đi qua xem, đưa tay xác nhận nhiệt độ vừa đúng, liền đi phòng ấm cách vắt cắt ít mạch mầm, đem quấy đều với nếp sau đó nói với Lý Thị tổ lại nhìn, sau ba canh giờ cho vào túi bố này ép ra nước, có thể ép ra nhiêu thì ép, sau đó lại kêu ta. Cháo gạo nếp. Tịch đồng nhìn thấy mờ mịt hỏi. Kẹo mạch nha. Triển Linh có chút đắc ý nói ăn Tết không có đường sao được. Vốn định mua mật ong, tiếc rằng Châu Hoàng Tuyền cùng Châu Phúc Viên không có sản xuất mật ong, ngẫu nhiên bắt gặp được mua lưu dùng từ từ, nhưng thực không đủ, quả là sốt ruột. Ta nghĩ kỹ rồi, đầu xuân sẽ tự dưỡng chút ong mật. Tịch đồng dùng ánh mắt kính để cùng hâm mộ nhìn nàng. Vì thích ngọt mà quyết tâm tự dưỡng ong, một kiểu chấp nhất. Thật sự cảm động đất trời. Khi nói chuyện, triển linh sắn tay áo, lại thần bí chỉ vào cái bình gốm đen tùy nhìn chàng, huynh biết không, cái nồi nước chắc này ta tốn không ít tâm huyết đó. Nơi này nguyên liệu không đầy đủ, phải cầu nhiều người tìm nguyên liệu, sau đó lại thử vị nó, nấu đi nấu lại mấy lần mới được thế này. Nấu nước chắc thật khó, nó khá là quý, cần phải bảo quản cẩn thận, đồ đựng cũng không thể qua loa, đựng trong nồi sắt tầm thường hay đồ kim loại linh tinh là không được, sẽ hỏng mất. Vì thế mà triển linh vào thành tìm kiếm đồ đựng, tiếc rằng chưa tìm được kích thước thích hợp, đang đặt thợ chuyên môn làm một mớ, hiện giờ dùng bình gốm lớn đựng. Nói là bình gốm, nhưng cái đầu có chút thật lớn quá mức, còn có lỗ tai, hình thù thực kỳ quái, nhưng đựng bảo quản nước chắc là rất tốt. Trước tiên nàng bảo Lý Thị chuẩn bị tốt móng heo, lỗ tai heo, chân gà, chân vịt, cánh gà, cánh vịt, giờ cho cùng vào nước chát nấu. Nước chát nóng lên, mười mấy loại dược liệu hòa cùng chân cánh heo gà hương khí dung hợp, hương vị tỏa ra nồng đậm trong không khí. Những quán ăn trong nội thành, tính đến những cửa hàng nổi danh nhiều đời, nhưng nàng có thể tuyên bố thẳng thừng rằng, tuyệt không có cửa hàng nào nấu ra được hương thơm giống như của nàng. Lý Thị bên cạnh nghe nhìn, không kìm được mà nuốt trộn nước miếng thật ra nàng cũng muốn học nhưng món này quá phức tạp lại sử dụng nhiều hương liệu nàng không nhớ được không nói quan trọng nhất là nấu món này tốn chừng vài lượng bạc gia đình bình thường nào dám nghĩ đến chứ bất quá xác thật nó rất thơm không nói đến bên trong có chân cánh động vật chỉ cần nồi nước chắc này nàng có thể ăn kèm với mấy cái bánh lớn rồi trời ạ à, nước chắc thôi đã thơm vậy rồi lại bỏ thêm thịt ăn sẽ ngon đến cỡ nào đây há chẳng phải muốn luôn trời cao rồi. Mấy canh giờ sau món kho làm tốt, móng heo, đuôi heo, chân gà, chân vịt đều phím một tầng sáng bóng màu hồng nâu, phàm ai đi ngang phòng bếp đều nuốt nước miếng theo. Thật muốn mệnh mà, ba ngày ban mặt mà hương thơm lượng quanh mũi thế này. Bảo sao có thể chuyên tâm làm việc đây? Triển Linh nếm trước một nguồn móng heo, cảm thấy vào miệng là tan, gân chân thú nấu mềm mại, không cần gặm khó khăn. Nàng vừa lòng gật đầu, dùng tiểu đao cắt cả da lẫn thịt chấm vào nước canh tăng vị đặc sệt, xoay nhìn triển hạt nói ta. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn há mồm, a ô một ngụm ăn luôn, gương mặt nhỏ thỏa mãn, hai chân không ngừng đá đá. Ăn thật là thơm ngon. Mềm mềm, dính dính thơm ngào ngạt, quá là thơm. Ngày thường cậu không thích ăn thịt mỡ, nhưng thịt này tỉ tỉ cho ăn lại không giống, thịt nạc không dai, thịt mỡ mềm mại, béo mà không ngán, ăn ngon cực đỉnh mà tịch đồng tay ôm triển hạt nhìn triển linh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cánh gà chu chu môi thấy vậy triển linh không thấy gì bất bình thường nàng cười không cần sủng nó như vậy huynh bảo nó xuống tự đi phòng bếp có lửa lỡ nó đi lộn xộn phỏng người sao ta sức lực lớn không sao tịch đồng mặt không đổi sắc nói nghe vậy triển linh thuận tay nhéo nhéo quai hàm triển hạt lại rẽ thịt cánh đưa lên miệng tịch đồng nếm thử có giống mùi vị kia không Thịt đồng há mồm ăn, gật đầu so với trước đây thì mùi vị thơm hơn. Đại khái do thịt ngon. Triển Linh nói nơi này thịt gà vịt rất thơm, không cần phối nhiều nguyên liệu mà lại thơm ngon. Triển Hạc nuốt xong miếng thịt móng heo trong miệng rồi, nhìn miếng thịt cánh gà Triển Linh đút cho thịt đồng liền muốn ăn nữa. Cậu hết nhìn miệng thịt đồng lại đưa đôi mắt long lanh nhìn tỉ tỉ nhà mình. Triển Linh phì cười, liền xé miếng thịt cánh gà đút cho cậu, lại nhìn qua Lý Thị nói cậu vất vả rồi nếm thử một chút đi. Lý thị thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, như vậy sao được, món ăn này rất quý, ta, ta mỗi ngày đều được ăn uống đầy đủ rồi, trưởng quầy lưu lại để bán đi. Đây là lời thật lòng, tuy ra ngoài kiếm sống nhưng nàng sống ngần ấy năm, chỉ có khoảng thời gian này là thoải mái nhất. Mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm ngủ an, phòng bếp luôn ấm áp, nơi nào được như ở đây. Nàng béo lên vài vòng rồi đó, Khách điếm chúng ta tuy làm ăn buôn bán nhưng không chỉ biết kiếm tiền, Triển Linh cười nói ăn đi, chỉ một chút thịt vụn, làm như ăn hết cả đống này luôn vậy. Lý Thị cảm động ẩn nước mắt, vẫn mãi do dự, sau nhỏ giọng hỏi, trưởng quầy, ta, ta có thể lấy về phòng ăn được không? Nhìn nàng Triển Linh khẽ cười, ta biết nhà tẩu còn có lão nhân và hài tử, cũng biết hôm nay nam nhân tẩu đến thăm, tẩu cứ việc ăn ở đây, huynh ấy đến ta gói cho một phần huynh ấy đem về nhà ăn Tết nữ nhân ra ngoài kiếm sống thật không dễ dàng, nàng có thể giúp đỡ liền giúp một chút. Lý Thị nghe xong nhất thời lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống không ngừng dập đầu, nói nàng là Bồ Tát trên đời, mặc cho triển linh nâng đứng lên cũng không chịu, phải dập đầu đủ mấy chục cái mới chịu bò đứng lên. Đây chính là thịt đó, trưởng quầy là người hào phóng, nói cho là liền cho không tính toán gì. Triển Linh thở dài, về sau không cần như thế, không chỉ tẩu, phàm những ai làm công ở đây đều có phần cả, không nói đến nhiều ít chỉ là muốn mọi người nếm chút hương vị như trong nhà của tiểu ngũ có người già và trẻ nhỏ ta nào thiên vị mỗi mình nhà tẩu đâu tẩu không cần quá bận lòng về chuyện này nói xong nàng kêu lý thị đem khay lớn lại lấy một chút món kho này đặt vào xíu chờ bọn tiểu ngũ lại dùng cơm lý thị vạn tạ ngàn ân nàng chạy đi lấy khay triển linh lại thầm thang cảm xúc qua đi thì phát hiện tịch đồng cùng triển hạt nhìn mình lăng lăng bất giác nàng bật cười nhìn cái gì Tịch đồng lắc đầu, lại biểu môi nhìn hướng bên kia muốn nếm thêm chút thịt cổ việc nữa. Quả nhiên buổi trưa tướng công lý thị tới, hai người họ nói chuyện tư mật trong chốc lát, hỏi thăm sức khỏe nhau, sau đó nam nhân kia thấy bà nương nhà mình đem ra một gói thịt thơm ngào ngạt, tưởng nàng trộm lấy nhất thời sợ tới mức chân tay mềm nhũng, mặt trắng không còn giọt máu, mặt lý thị giải thích thế nào cũng không chịu tin. Sau lại nháo đến trước mặt triển linh mới tin, lại một phen cảm tạ rồi mới cáo biệt ra về thời điểm đi bộ về đến nhà trời cũng nhá nhem tối hắn còn chưa về lão phụ thân ra cửa đứng chờ mặt gió lạnh run rẩy gia cảnh bần hàng nên không thắp nhiều đèn lão đứng hít mắt trông ra phía trước nghe động tĩnh liền hỏi tân quang hả con ông hỏi như thế không biết bao nhiêu lần mãi cho đến khi trời tối mịt rốt cuộc nghe được tiếng hồi âm lại cha trời lạnh như vậy sao người ngồi ở đây tân quang vội vàng chạy lại nâng cha già dậy lão cha vừa muốn mở miệng liền ngửi ra mùi thơm của thịt Sắc mặt đại biến mắng, ngươi, tiền đâu ra mà mua chân vịt về hả? Con ta, cha tuy không có bản lãnh lớn gì nhưng từ nhỏ đã dạy dỗ con thế nào, chúng ta dù có nghèo phải cho sạch trách cho thơm. Mà ngươi, nhà bọn họ rất nghèo, nào rỗi tiền mà mua thịt ăn chứ? Tiền này quả nhiên là tiền bất chính có rồi. Cha, tân quan biết phụ thân hiểu lầm liền vội giải thích, nước nở nói, trưởng quầy là người tốt, nói cho nhà ta ăn tết, xem như phúc lợi nhân công người nhà được hưởng một chút, mọi người làm việc ở đó đều có. Còn nói, sau này phàm là ngày lễ ngày Tết đều có cả. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, người tốt cả đời bình an, vô ưu vô tai, Bồ Tát phù hộ. Lão cha nghe xong lệ rơi đầy mặt, lại run rẩy hướng khách điếm vái lại vài cái. Đã lâu chưa có thịt ăn, trong lòng hai người lớn đều một mảnh ấm áp, cùng đỡ nhau đi vào nhà, thấy gió thổi vào nhà mạnh đến lắc lư cái đèn trên bàn, tân quan vội nhanh đóng cửa lại cha hai đứa nhỏ còn mang yếm chạy ra ríu rít hỏi thăm nương khỏe không tân quan ôm lũ trẻ sờ sờ đầu nói rất tốt nằm trên giường đất một phụ nhân tóc hoa râm ho khan vài tiếng hiếp đôi mắt lão thấy bao giấy trong tay hắn liền hỏi con ta đó là vật gì nghe mùi rất là thơm đều do bản thân bất tài đến mùi vị thịt mà mẫu thân cũng quên luôn rồi tân quan lau mạnh nước mắt xong đi qua ngồi bên cạnh bà mở bao giấy ra cười nói nương chưởng quầy chỗ tú phân làm việc là người phúc hậu hôm nay con đi thăm nàng thấy sắc mặt nàng hồng nhuận và béo hơn trước rất, rất nhiều lão phụ nhân chân đi không tiện nhưng nửa người trên không vấn đề gì được bạn già kê gối ngồi dậy nghe xong lời này miệng không ngừng niệm phật ta di đà phật người tốt hảo báo tú phân đúng là có phước đức tú phân là hảo tức phụ nuôi dạy con tốt lại hiếu thuận cha mẹ chồng dù có mệt muốn chết cũng chưa nửa câu oán hận bao giờ nếu không có biện pháp nào bọn họ cũng không để nàng ra ngoài làm công cho kẻ khác. Lão cha đem cái đèn dầu nhỏ lại cẩn thận để một bên, nhịn không được nói đúng là người tốt, trưởng quầy còn nói với Tân Quang, về sau mỗi dịp lễ Tết đều có cả. Bao thịt này, sợ không chỉ mấy chục văn đâu. Thịt. Hai đứa nhỏ đứng phía sau hô lên, duỗi dài cổ nhìn vào. Nghe lão cha nói không chỉ mấy chục văn, bọn họ cảm thấy nhận lễ này thật lớn quá, tân quang vội mở giấy bao ra giữa ánh sáng mơ hồ nổi lên một trận hương thơm ngây ngất bên trong có nguyên một bộ móng heo lớn và mấy cánh vịt lớn hai đứa nhỏ nhất thời nước miếng chảy ròng ròng hai vị lão nhân cùng tân quang cũng không nhịn được nuốt cùng nước miếng này sao nhiều như vậy ăn như thế nào đây hai đứa nhỏ tuy thèm muốn chết nhưng vẫn biết lễ nghĩa hai tay viện cạnh bàn không ngừng nuốt nước miếng hỏi cha chúng ta chúng ta có thể ăn sao nương ăn chưa Ba người lớn nhất thời lệ rơi đầy mặt, tân quan gật đầu thật mạnh, xé một khối to da thịt chân heo, vai chính, đưa cho hai đứa nhỏ ăn đi, nương con ăn rồi, cha cũng ăn rồi, cái này đều cho hai con cùng ông bà. Hai đứa nhỏ nhìn nhau, cẩn thận nhận, lại quay sang đưa cho ông bà, da, nải, ăn trước ạ. À. Hai vị lão nhân tuyến lệ tung hoành, đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc hai lão nhân cắn một miếng nhỏ trước hai đứa nhỏ mới chịu ăn. Cha, thật thơm. Mấy tiên sinh diễn thuyết về miếng thịt to có phải giống vậy không? Lão cha Bảo Nhi tử ăn, Tân Quang cười từ chối, nói mình đã cùng bà nương ăn qua. Lời còn chưa dứt thì lão nương hắn thở dài nói, con ta, ngươi chớ dụ dỗ chúng ta, tuy ta mắt mờ nhưng tâm chưa hồ đồ đâu. Nhớ năm đó con còn nhỏ chúng ta cũng dụ dỗ thế này, bây giờ ngược lại con dụ dỗ chúng ta sao? Ta cùng cha con giờ đều là phế vật, nếu con không ăn, chúng ta càng không cần ăn nữa. Nghe vậy hai mắt tân quan lại đẫm lệ, liền cầm thịt lên từ tốn ăn. Màn đêm buông xuống, một nhà năm người ăn xong một cái chân heo, món còn lại bao cẩn thận treo cao lên xà nhà. Móng heo gặm hết thịt, xương cũng không bỏ mà để dành hôm sau nấu mì hoặc cháo, quăng đi như vậy là quá xa xỉ. Sáng hôm sau triển linh sơn kẹo mạch nha, theo thường lệ tịch đồng cùng triển hạt làm cái đuôi đi theo, ngẫu nhiên chàng trợ thủ giúp nàng khiến lý thị không có đất dụng võ không kia mạch nha cùng gạo nếp đã lên men dùng vải bố ép nhiều lần ra hết nước triển linh cho hết nước vào bình gốm lớn nổi lửa chậm rãi sên dùng gậy lớn quấy đều không ngừng dần già trong không khí bắt đầu tản ra một loại hương vị thơm ngọt hơi nước bốc lên chất lỏng trong bình gốm càng lúc càng sắc lại cuối cùng là một màu vàng ống chẳng khác nào mật ong triển linh dùng một chiếc đổ nhúng vào rồi kéo lên càng kéo cao sợi tơ kẹo càng mảnh như trong suốt Nàng nếm một chút rồi quay sang cười nói với Tịch Đồng, có lẽ do dùng nguyên liệu tự nhiên nên cảm giác thơm ngọt hơn thì phải. Tịch Đồng cũng nếm một chút, lại hướng nàng giơ ngón cái lên, lắc đầu cười, chỉ có muội làm được. Đương nhiên, Triển Linh vuốt cầm, bày ra một bộ dáng thập phần đắc ý. Lại qua một lát, chất lỏng trong bình gốm càng đặc sệt hơn, Triển Linh múc ra một chén nhỏ lại tiếp tục sên. Tịch Đồng có chút khó hiểu, không phải đã hoàn thành rồi sao? Đó là kẹo mạch nha, ăn thì ngon nhưng để lâu lại không được. Triển Linh giải thích nơi này không có chất bảo quản, cũng không có tủ lạnh, mùa đông còn được, năm sau xuân về hoa nở, không bao lâu liền hỏng rồi. Ta cần cất hết hơi nước, làm thành kẹo mạch nha viên, dành ăn trong năm cũng không vấn đề gì. Nói xong, nàng dùng chiếc đũa có đầu nhọn quét cao kẹo mạch nha lên, nghĩ nghĩ chút, sau cho khối cao lên thớt gỗ uống hình con bướm đơn giản, sau đó đưa triển hạt, xong, cầm đi chơi đi nàng không rành lắm làm đồ chơi bằng đường bất quá lúc này có chút linh tính tuy rằng xuất tu con bướm có chút thô thoạt nhìn có chút buồn cười nhưng lại có vẻ thuần phát hai mắt triển hạt sáng lấp lánh vui mừng nhận lấy lai đem lên mũi ngửi sau đó thật cẩn thận liếm một ngụm nhất thời miệng nhỏ há thành chữ o thật ngọt a à. tịch đồng thấy thú vị giúp cậu đội cái mũ da thỏ lên u đây là cái gì ba người đang cười chưa cẩm lâu rồi không thấy bỗng xuất hiện thấy trong tay triển hạt cầm kẹo đường bươm bướm liền tò mò hỏi kẹo mạch nha triển linh vẫy tay nàng vào đưa nàng con bướm thắt muốn liếm hay cắn tùy tiểu thư đừng quên đánh răng là được bằng không ăn nhiều đường răng sẽ đau trước lạ sau quen lúc này nàng làm con bướm so với con vừa nãy đẹp hơn chưa cẩm ưa ăn ngọt nàng ăn qua biết bao món điểm tâm rồi mà con bươm bướm này nàng chưa từng thấy qua nói chi dùng chơi chứ lập tức trưng vẻ mặt mới lạ nhận, không cần người thúc giục, cũng học triển hạt liếm. Hoa! Wow. Thật ngọt! Hạ Bạch đi theo sau, bên eo đeo trường kiếm ngọc trông chẳng khác nào kiếm khách. Thấy hắn triển linh cười, lại vội làm con bướm thứ ba đưa cho hắn hạ hộ vệ. Hạ Bạch trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên đa tạ ý tốt triển cô nương, ta không cần. Hắn cảm thấy trưởng quầy này giống như đang dụ dỗ hài tử vậy, hắn đường đường là lục phẩm hộ vệ phụ tá đắc lực tri châu đại nhân trên người có quân công nhiều lần xử lý qua trọng trách lớn bất quá bây thời điều tới bảo hộ đại tiểu thư mà thôi sao có thể đánh đồng hắn cùng tiểu cô nương hài đồng được chứ không ăn nói sao cũng không ăn nhưng mà chưa cẩm trừng mắt hắn không thể từ chối đành vương tay nhận cầm con bươm bướm trong tay chẳng khác nào cầm bức lương nói lời cảm tạ lại sau đó thật ngọt không bao lâu sau Triển Hạc chưa cầm cùng Hạ Bạch vướng chân vướng tay này bị Triển Linh đuổi ra ngoài chơi, tiết trời hôm nay rất tốt, cũng không có gió. Hai lớn một nhỏ liền ngồi dưới mái hiên hít mắt phơi nắng, trong tay cầm kẹo đường con bướm liếm từng ngụm từng ngụm một, cảm giác thực thích ý. Ai, thật ngọt. Lúc này trong phòng bếp không có ai, Triển Linh mới nhìn về phía Tịch Đồng cười nói, cũng cho huynh một con nha. Nàng làm nghiện luôn rồi. Tịch Đồng lắc đầu, Triển Linh có chút thất vọng nhưng dây tiếp theo liền cười nói nhưng cái này không giống nha được nhỉ triển linh lại kéo kẹo mạch nha lên mười ngón tay đang muốn thư làm cho huynh con chó con thì sao nàng nhớ rõ người này giống như rất thích chó con trước đây còn lén lút sờ cẩu người ta bị người ta tưởng cướp đường mà đề phòng ta thuộc họ rồng tịch đồng nghiêm túc nói huynh lừa ta sao thật sự ta thuộc long tịch đồng lặp lại lần nữa biểu cảm cùng ánh mắt càng thêm chân thành tha thiết. Triển Linh nháy mắt biến thành mắt cá chết. Hai ta cùng tuổi, tiến trường quân đội cùng năm, đều xem qua hồ sơ đối phương, sao ta có thể không biết huynh thuộc họ rồng chớ. Thứ đồ kia là muội làm sao? Ta nên cảm kích muội coi trọng ta không? Huynh đi ra ngoài cho ta. Ba người ở bên ngoài phơi nắng một lát thì nghe động tĩnh, cùng ngẩng đầu liền thấy người duy nhất lưu lại phòng bếp cũng bị đuổi ra, trong tay cũng cầm một chiếc đũa, trên đầu chiếc đũa. À, một viên kẹo đường không tròn không méo. Bị ánh mắt bọn họ nhìn, tịch đồng chậm rãi đi qua sau đó trầm giọng nói ta cùng với các người bất đồng. Có quỷ bất đồng, của ngươi chính là cái cầu. Tạo hình căn bản đều không có, rõ ràng do trưởng quẩy không để tâm làm. Vậy mà còn làm ra vẻ ưu việt hơn người. Có lẽ tịch đồng cảm thấy nam nhân cầm kẹo đường quả cầu nói chuyện cùng ba người họ không hợp lắm, vì thế không đứng lại mà nhanh nhẹn rời đi. Nhìn bóng dáng chàng, chưa cẩm liếm ngụm kẹo đường con bướm, bỗng hỏi hạ bạch bên cạnh, nói xem, người này ai vậy? Vấn đề này quả thực khó trả lời, hạ bạch cắn xúc tu con bướm mờ mịt, lắc đầu nói, không biết. Chưa gặp qua, dường như đột nhiên xuất hiện, có điều quan hệ với triển cô nương có vẻ thân mật. Mà tịch đồng chân trước vừa đi, sau lưng đã bị triển linh hô trở về, bảo chàng giúp nàng xoa kẹo mạch nha viên. Có cầu cũng không được, việc nên làm vẫn phải làm, nơi này do trưởng quầy định đoạt. Kẹo mạch nha sơn thành cao không còn hơi nước nữa, sau khi vo tròn thành những viên nhỏ, hồng gió một chút liền cứng lại, có thể bảo tồn thật lâu mà không biến chất. Mua được mẻ thịt lừa tươi, triển lên lấy một khối nấu, làm nhân bánh đè nướng, vỏ ngoài tơi sốt giòn giòn, bên trong làm thịt lừa mềm ngọt, ăn no mới dừng lại được. Không ở trong thành, chư cẩm không cần bày ra vẻ tiểu thư đoan trang nàng tùy tiền ngồi xem heo, sờ gà, cho vịt ăn. Bây giờ nàng hòa cùng bọn triển linh ăn bánh nướng thịt lừa, ngẫu nhiên vụn bánh rơi vào bát vẫn vô tư lượng lên ăn tiếp. Trước kia Hạ Bạch còn cố gắng năm lần bảy lượt sửa cách ăn uống này của nàng, nhưng giờ hắn đành từ bỏ, xem như không nhìn thấy hết phiền. Không riêng chưa cẩm, chính hắn cũng không còn câu nệ như trước, cầm móng gà gặm, ăn bánh nướng còn thuần thục hơn chưa cẩm nhiều. Hắn có thể gặm xương gà sạch sẽ, không dính lại bất cứ miếng vụn gân nào, đại tiểu thư rất bội phục hắn. Bất quá so với vị huynh đệ mới nhận thức này, người ta không cần dùng tay ăn cánh gà, điểm này mới là khó khăn, hắn còn phải tiếp tục luyện tập. Chư cẩm ăn một hơi ba cái bánh nướng, một cái giò heo kho khiến bụng có chút căng tròn, nàng duỗi thẳng lưng xoa bụng trên hừ hừ, triển linh ăn xong phủi tay liền đi phòng bếp sơn sơn tra. Vùng này trồng nhiều sơn tra, sơn quả cũng nhiều, hạt sơn tra hạt dẻ hạt đào ở đây đều mẩy, không hề lẫn hạt lép nào. Như hạt sơn tra này, vỏ mỏng, hạt màu hồng tròn vo, một chút tật xấu đều không có, trắng một ngụm mềm như bông, lần đầu tiên triển linh ăn được hạt cực phẩm như vậy. Chỉ là ăn nhiều sẽ ê răng, trước tiên nàng kêu lý thị rửa sạch, cho thêm đường bỏ vào nồi nấu, sên một hồi thành nước màu đường đỏ, lại có chút ngọt, pha chút nước lọc uống khá ngon. Triển tỉ tỉ, tay nghề tỉ thật là tốt. Uống một ngụm sơn tra, chưa cẩm thực yêu thích, nghĩ nghĩ một lát liền hô lên nếu ta là nam tử sẽ dùng kiệu tám người tới trước tỷ về làm phu nhân của ta lời còn chưa dứt tịch đồng cùng hạ bạch đồng thời cùng nhìn qua ánh mắt cả hai giao nhau cuối cùng lại yên lặng dời đi tầm mắt an tĩnh uống nước sơn tra từ chua chua ngọt ngọt uống ngon thật tiểu thư thật không có tiền đồ mà triển linh cười muốn đau cả bụng nhìn bánh tô da và si rô sơn tra còn dư lại nghĩ có thể để trong tiệm bán được không Nơi này sơn tra không quý, những cây cổ thụ trên núi thôn dân có ăn không hết, để mặt nó chín rơi đầy trên đất. Thấy vậy triển linh thực xót của, mua hết mớ sơn tra của nông phu thì bảo hắn nhặt hết những quả rơi dưới đất đưa tới cho mình. Không thể lãng phí đồ ăn, trời sẽ phạt đó. Chư cẩm cười hắc hắc không ngừng, uống xong ba ngụm hết thì muốn thêm ly nữa. Cái này uống nhiều không tốt cho dạ dày. Triển Linh điểm tráng nàng nói, khi nào tiểu thư về ta lấy cho một bình bánh nướng thịt lừa cũng muốn. Chư cẩm vội vàng bổ sung muốn ba cái, không, bốn cái, bốn cái. Tỷ tỷ yêu quý, bốn cái có được không? Cuối năm việc nhiều, phụ thân luôn bận việc đến khuya, thường xuyên quên ăn cơm rất không tốt. Bánh nướng thịt lừa này tuy có chút thô thiển, nếu mình dụng tâm cắt thành khối nhỏ bày lên dĩa, phụ thân sẽ ăn thôi. Được. Triển Linh thích tâm tính này của nàng, hồn nhiên lại có hiếu tâm liền lập tức đáp ứng thêm món kho nữa thế nào. Kẹo mạch nha có muốn hay không? Kẹo mạch nha viên chờ nó thực khô, lần sau mới lấy được. Muốn muốn muốn, chư cẩm cười hì hì nói ta thích nhất món lỗ tai heo, nhai nghe rông rốt. Tiểu thư quá dẻo miệng rồi, món đó nhắm rượu mới là tốt nhất. Triển Linh cười lắc đầu, lại hỏi hôm nay lại đây, không phải chỉ vì mấy món ăn này đúng không? Đúng là không gì gạt được tỷ Chư Cẩm lôi kéo tay nàng nói, "Triển tỷ tỷ, còn hơn nửa tháng là Tết, năm ngày sau trong thành có hội chùa, mấy ngày liên tiếp thả hội đèn lồng, tỷ lúc nào cũng bận việc, đi dạo đi, để ta một lần làm chủ nhà khoản đãi." "Hội chùa?" "Cái này thật đúng là chưa có đi nha." Triển Linh nhìn về phía Tịch Đồng, ý tứ là có đi hay không. Tịch Đồng hơi mỉm cười, "Đi thôi." Triển Linh gật đầu, "Vậy đi." đúng rồi lo ăn uống tận hứng suýt chút nữa nàng quên chính sự tiểu thư biết làm sao để định cư ở đây và nộp thuế như thế nào không nhóm bọn họ đều không có hộ khẩu trước kia cửa tiệm nhỏ chưa nói nhưng càng lúc càng mở rộng cứ như vậy thì không được vẫn là sớm chuẩn bị trước thì hơn tuy là hỏi chư cẩm nhưng triển linh lại nhìn hạ bạch bởi vì nàng khẳng định chư cẩm không hiểu biết chuyện này quả nhiên chư cẩm nghe xong mặt đầy mờ mịt theo bản năng quay đầu nhìn hạ bạch ngươi biết không hạ bạch liếc nhìn triển linh một cái thấy trưởng quầy cười hiền lành với mình thở dài hắn nói hiện giờ các người có sản nghiệp muốn ở lại cũng không khó nếu muốn nộp thuế liền giao thương thuế họ làm đó là thương tịch khoảng thời gian trước hắn cùng đại tiểu thư biết vị trưởng quầy này không có hộ khẩu đều thực sự khiếp sợ không có hộ khẩu lại dám quan minh chính đại buôn bán lớn thế sao bất quá khi nghe nàng nói bản thân cố gắng chân chính kiếm sống còn thu lưu lưu dân lại ước thúc bọn họ không gây chuyện cũng xem như một cọc chuyện tốt hiện nay dân cư cũng được triều đình coi trọng không có dân cư liền không người kinh doanh không người kinh doanh liền không có thu nhập từ thuế không có thu nhập từ thuế toàn bộ quốc gia đều không thể vận hành cho nên triều đình ban xuống tiêu chuẩn quan phụ mẫu quan trọng là thu thuế nếu có người chủ động thỉnh cầu cư ngụ chỉ cần không có tiền án gì lại có năng lực kinh doanh bất chấp chính giả không cần phản đối triển linh gật đầu thương tịch cùng nông tịch bình thường phân biệt như thế nào hạ bạch liếc nhanh qua tịch đồng một cái nói cũng không sao cũng không ảnh hưởng lớn đến khoa cử sau này quan trọng đóng đủ thuế nông tịch nộp thuế một phân bốn năm thương tịch đóng gần ba năm di động trên dưới sáu bảy nhị phân khi cần quyên tiền vì nhiệm vụ quan trọng hoặc cho chiến loạn cũng sẽ có yêu cầu nhưng không ràng buộc quyên tiền tình huống phát sinh nói trắng ra là chính là tránh nhiều lưu dân đến cư ngụ nếu như bảo triển linh cùng tịch đồng đi trồng trọt tuyệt đối bọn họ không có khả năng thứ nhất bọn họ không tinh thông thứ hai nông dân dựa trời kiếm cơm nếu không có khả năng dù quanh năm suốt tháng mệt chết cũng không kiếm được bao nhiêu tiền không có lời không có lời thấy triển linh như suy tư gì hạ bạch lại nhắc nhở các người nhắc đến cũng thật vừa vặn cuối năm việc nhiều nên không ai để ý nhưng qua năm sau mọi người rảnh rỗi các người khó mà giấu được chuyện này đến lúc đó một khi bị xem xét các người không có hộ tịch, không nộp thuế, nhẹ thì phạt tiền gấp bội, nặng thì bị bỏ tù, kê biên gia sản, cô nương xem rồi làm sớm chút đi. Đây là một phương diện, thứ hai đứng trước tiền tài người người mê mắt, trước đây thời điểm bọn họ nghèo khó không ai chú ý, mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay mỗi ngày khách nhân lui tới rất nhiều, thanh danh cũng dần đi lên, chỉ sợ trong thành có vài người nhớ thương đến. Triển Linh cùng Tịch Đồng nói đa tạ, quyết định sáng mai liền vào thành đem chuyện này làm chờ chưa cẩm cùng hạ bạch đi rồi tịch đồng mới hỏi ta đệ đệ cũng cùng nhau làm thời điểm các chiến hữu ở bên nhau xem như người nhà miệng thường nói ba ta mẹ ta ca ta tỷ ta triển linh cũng không quan tâm mà gật đầu cùng làm trước mắt không ai nói trước được điều gì cứ làm trước đã sau rõ ràng sẽ tách hộ ra gần đây tâm tình chưa thanh hoài có chút phức tạp lúc vui lúc buồn vui chính là nữ nhi mỗi ngày đều vui vẻ tinh thần hoạt bát làm phụ thân tự nhiên là cao hứng rồi. Mà buồn chính là, khuê nữ nhà mình hành sự ngày càng không kiên nể gì, cái đồ kỳ quái gì cũng dám ăn. Như buổi tối hôm qua, nữ nhi chuẩn bị ăn khuya cho mình, cảm thấy trong lòng thực an ủi, cảm khái không thôi, kết quả mở hộp đồ ăn, suýt nữa ông hô lên. Đây là những thứ gì? Hơn nửa đêm, một văn nhược thư sinh như ông Thình lình thấy hộp đồ ăn đều là lỗ tai. Quả thực mặt không còn chút máu, cho dù là lỗ tai heo, cũng là lỗ tai không phải sao. Nếu không phải ở quan trường nhiều năm, mặc luyện ra Thái Sơn không đổi, chỉ sợ đã sớm gọi hộ vệ trong phủ đưa đi rồi. Nếu không phải biết do nữ nhi đích thân chuẩn bị, ông thật sự hoài nghi có kẻ cố ý mưu hại mình. Rõ ràng là muốn hù chết ông mà. Cái bánh cô gia nhân thịt kia không biết làm thế nào, ăn thập phần thơm ngon, hay nước hồng trà cũng vậy, chua ngọt ngon miệng, ăn vào thật thoải mái tinh thần, chỉ là này lỗ tai heo này. Thứ này là đồ vật dơ bẩn, sao có thể ăn đây? Chư Thanh Hoài sầu muộn vuốt vuốt chồng rấu thiếu điều muốn vuốt chọc nó luôn. Ăn sao? Thật khó mà mở miệng nổi. Không ăn. Cốt xấu đều là một phen tâm ý của nữ nhi, sao nữ nhi có thể hại ông được? Cuối cùng, tình yêu thương nữ nhi chiếm thượng phong, chư Thanh Hoài dùng hết dũng khí cầm đổ lên. Sau đó, Di Di cái hương vị này, cái vị này. Lỗ tai nhai nghe rong rớt, uống thêm chút rượu ngon năm xưa cất sau góc kệ quả là tuyệt, ăn uống no đủ, một giấc ngủ này của ông thật ngon lành. Sáng sớm hôm sau, triển linh, tịch đồng cùng đám người thiết trụ đi vào thành làm hộ tịch và nộp thuế. Gặp quan gia làm hộ tịch địa phương, gửi chút tiền trà nước, mặt mày vị quan gia vui vẻ hẳn, tự dẫn người xem thổ địa đo đạt, phòng ốc, cấp sổ hộ khẩu hết thảy bảy lượng tám đồng sau cả đám người lại ngồi xe ngựa vào thành kê khai nộp thuế. Nhìn tổ hợp nhóm người bọn họ, người nha môn có chút nghi vấn nhưng thấy tất cả ăn mặc sạch sẽ, lại không có tiền án gì, lại chủ động tới cửa nộp thuế, cũng không hỏi nhiều liền nhanh nhẹn viết công văn thu bạc. Được rồi. Nhìn mấy quyển hộ tịch của bọn họ, quan sai nói về sau các người có người quản, không nên gây chuyện, đại nhân chúng ta không thích trong mắt dù dính một chút hạt cát. Cuối năm nha môn lo báo cáo, thời điểm thu bạc nghĩ mấy người này thật thông minh bằng không năm sau bọn họ có mà chịu tội triển linh cười hiền đưa họ một tay nải lớn phá lấu cảm ơn quan gia gửi ngài cùng các huynh để dùng nhắm rượu chuyện này tất nhiên người ta để ý rồi nghe nói có người cả nửa tháng vẫn chưa làm xong nên triển linh cũng hiểu lúc bắt đầu tịch đồng đã âm thầm gửi bạc bây giờ cũng không cần đưa nữa để người ta nhìn thấy ngược lại không hay nàng liền mang theo một ít món kho món ăn mới lạ lại không nhiều tiền vốn một bao lớn này giá bên ngoài cũng khoảng nửa lượng bạc không tính quá khinh bạc người khác thứ hai đây chỉ là đồ ăn người khác nhìn thấy cũng không nói gì hai bên đều có thoải mái quan sai nhìn nàng cười nhận lấy ngửi thấy mùi thịt thơm nứt trong bao giấy càng thêm vừa lòng đây là bổn phận chúng ta ngày sau nếu có chuyện cần hỗ trợ nếu có thể làm được chúng ta làm cho các ngươi xem như một hồi giao kết quen biết về sau qua lại nhờ vả cũng tiện từ nay bọn triển linh đã có thương hộ tại châu hoàng tuyền thuộc trấn khánh vân cả một ngày trời chạy tới chạy lui làm xong hết thảy thì trăng đã treo trên đầu cành ngồi xe ê ẩm cả người triển linh cùng mọi người chọn dùng cơm chiều trong thành lúc này bọn họ không còn mơ bánh bao thịt của bà vương nữa mà đi thẳng đến cửu lầu phan gia ăn triều đại khánh không cấm đi lại ban đêm giờ phút này các cửu lầu tiệm ăn bán đồ ăn đêm đều treo đèn lồng bên ngoài bên trong thắp những ngọn nến kiểu xưa cũ khắp nơi ánh sáng đều rõ ràng trong không khí tràn ngập hỗn tạp mùi thức ăn bên tai quanh quẩn tiếng ca cơ khắp nơi vang lại cùng tiếng nhạc tiếng cười nói hỗn tạp chẳng khác nào tòa bất dạ thành tiểu nhị nhận ra triển linh thiết trụ cùng nhị cẩu tử từ xa liền chủ động đi đón này không phải triển trưởng quầy đây sao hôm kia trưởng quầy chúng ta còn nhắc mãi nói đã lâu không gặp mặt không ngờ hôm nay người tới mời mau tiến vào trưởng quầy các ngươi có ở trong không hôm nay ta đến thăm ông ấy triển linh cười nói vào thành làm chút việc sách trời không còn sớm liền ăn cơm ở trong thành mới trở về thì ra là vậy thật không khéo hôm nay trưởng quầy đi nơi khác làm việc phải hôm sau mới về tiểu nhị tươi cười thân thiết lại tự mình sắp ghế cho mọi người các vị muốn ăn món gì triển linh nhìn chung quanh nói thật buồn cười ta tới đây vài lần rồi đây là lần đầu dùng cơm ở đây người có món chiêu bài nào giới thiệu vài món xem sao tất nhiên là có Gần đây bổn tiệm có trứng vàng bạc, có tiểu nhị mỗi ngày đều nói như thế không biết bao nhiêu lần, đã sớm quen thuộc, còn chưa nói xong hắn liền cười ngại ngùng, giơ tay che miệng, thấy Triển cô nương tới, tiểu nhân vui mừng đến hồ đồ rồi, đúng là múa triều trước cửa lỗ ban, mấy thứ này không phải từ Triển cô nương làm ra sao. Mọi người đều cười, nhị cậu tử là người hâm mộ trung thành của Triển Linh, nghe vậy liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói, cô nương chúng ta rất có bản lãnh, về sau còn có nhiều món mới nữa tiểu nhị lại đi theo tán một hồi, sau mới báo lên vài món thức ăn. Thấy thực đơn nàng kinh ngạc nói thịt bò. Thế nhưng cũng dám giết ngưu sao? Không phải nói ngưu cổ đại đặc biệt quý giá, không ai được giết, sao nơi này lại quan minh chính đại buôn bán chứ? Triển Linh ý tứ hỏi thịt đồng, cuối cùng muốn món thịt bò hầm, thịt thỏ nấu hành, canh trứng tơ vàng, canh cải trắng đậu hũ cùng mấy món điểm tâm, lại kêu thêm chén chân trứng cho triển hạt. Tiểu nhị ghi nhớ xong lúc này mới cười nói, trâu cày tất nhiên quý trọng, sẽ không giết thịt ăn, bây giờ có người chuyên chăn nuôi thịt ngưu lấy thịt, chúng sức khỏe thấp, sức chịu đựng cũng kém, không tiện dùng cày ruộng nên giết thịt làm thức ăn. Mỗi tháng đều đi nha môn báo cáo, xác nhận trâu cày đủ mới giết hai đầu đem bán, hôm nay vừa vặn trong tiệm có mẻ thịt bò mới. Rất là quý hiếm, xem như cô nương tới kịp lúc rồi. Nghe hắn nói như vậy, triển linh cùng tịch đồng nhìn nhau, trong mắt đều thấy được sự nóng bỏng trong đó. Thịt bò, thịt bò đó nha. Trước kia không biết còn chưa tính, hiện giờ đã biết, có thể bỏ qua sao. Nướng BBQ, chiên bò bít tết, khô bò, thịt bò hầm, thăng bò năm màu, thịt bò nạm kho tàu, thịt bò hấp rượu vang đỏ. Thậm chí còn có bánh bao thịt bò, lẩu bò, thịt bò nhúng giấm cuốn rau xanh, thật là đủ loại màu sắc mà. Nhịn không được sắp chảy cả nước miếng, Triển Linh hỏi tiểu nhị cửa hàng bán thịt bò ở đâu, lập tức đem túi tiền cho nhị cậu tử nhanh đi mua về, chạy nhanh đi nhìn một chút có còn hay không, chỉ cần hàng mới, mặc kệ còn thừa cái gì, nhiều hay ít đều mua về hết, xương cốt cũng mua. Nói bọn họ giao tới khách điếm một nhà ngoài thành biết chưa. Toàn thân con bò tất cả đều làm được món ngon, từ đầu đến đuôi, trừ bỏ da lông không thể nấu ăn mà thôi. Nhị cậu tử nuốt xuống nước miếng, có chút chần chờ hỏi nếu bọn họ còn thừa hơn nửa đầu, cũng mua hết sao mua hơn nửa đầu hay nguyên con thì sao mua 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 tất nhận lời xác nhận chắc như đinh đóng cột này hai huynh đệ vội vàng đi ra cửa nhìn tư thế đó của bọn họ không giống như đi mua đồ vật mà giống chuẩn bị lên chiến trường hơn đầu năm nay không sợ thịt bò ăn không hết chỉ sợ không có mà mua ăn không nói thời điểm lúc này trời giá rét bên ngoài chẳng khác nào tủ lạnh thiên nhiên không sợ để lâu nó hỏng nếu ăn không hết, có thể làm khô bò mà. Vị cây nồng, vị cây ngọt hoặc để nguyên vị, ai da, buồn chán dùng nó nhai chơi, càng nhai càng thơm. Hương vị nhân gian khó cưỡng. Đúng rồi đúng rồi, nếu làm thịt khô, dùng thịt heo làm sẽ có phong vị khác nữa. Ước chừng qua 30 phút, thiết trụ cùng nhị cậu tử thở hổn hển trở về, mặt mày kiêu ngạo cùng vui mừng vì hoàn thành nhiệm vụ, trưởng quầy, đã mua xong. Triển Linh thực bội phục họ, làm việc đặc biệt tích cực. Có lẽ bọn họ vội vã chạy đi, trời lạnh thế này mà trên trán thấm ướt cả mồ hôi. Giá cả thịt bò đắt hơn thịt dê, lại là thời điểm cuối năm, một cân hơn 200 văn, nhưng là thứ hiếm lạ, người mua cũng không ít. Đều là những gia đình giàu có, thường thường muốn là mấy chục cân. Cho nên tuy hôm nay bọn họ sẽ hai đầu, bọn thiết trụ vội chạy tới chỉ còn lại không đến nửa cái đầu, nhưng lại còn mấy cây xương cốt lớn, hai người vội hô lớn mua hết những người xếp hàng đứng phía sau hận không thể ăn thịt bọn họ. Lúc này triển linh mới nhẹ thở ra, cùng tịch đồng liếc nhau, đồng thời phun ra hai chữ khô bò. Món đó bảo tồn lâu lại ăn ngon, hai người cảm thấy thật vui vẻ. Đưa tay vỗ vào nhau, ánh mắt vừa lòng thỏa mãn. Nhị Cẩu tử có chút khó hiểu, cô nương, theo lý thịt hầm ăn mới ngon, hầm nát như ăn khi nóng, người ta cả đời nằm mơ có thể thưởng thức nhắm nó với rượu, như vậy mới đã ghiền sao lại đem thịt tươi đi hông gió chứ? Còn chưa nói xong, hắn phát hiện trưởng quầy nhà mình cùng tịch thiếu hiệp động tác có chút giống nhau, hắn phức tạp không nói nên lời. Triển Linh thở dài, vỗ vai hắn buồn bã nói khác nhau nhiều lắm. Cái gì, cái gì mương? Nhị cậu tử càng thêm mờ mịt. Triển Linh chỉ nghe răng cùng hắn mà không giải thích. Cách nghĩ bọn họ khác nhau thật khó giao lưu thông suốt, huống chi bọn họ chính là toàn bộ xuyên qua, một phiên bản rảnh biển Mariana đó. Có khô bò, uống nước có ga cùng chơi game, quả thực còn gì sảng khoái bằng. Thời gian nói chuyện phím trôi qua thật nhanh, không bao lâu, thịt bò hầm được bưng lên, hương thơm theo tiểu nhị một đường bay ra, dẫn tới rất nhiều thực khác chưa gọi món này động động cánh mũi, cũng đi theo chảy nước giải ba thước, giá cả hơn phân nửa lượng bạc cũng muốn ăn. Thịt bò cắt thành khối vuông lớn giống nhau, đủ gia vị, dùng lửa vừa, thịt mềm mại, cho vào miệng liền tan thịt lẫn mỡ hầm nước vàng ươm, gân hầm trong suốt nhai giòn rụng, thịt nấu canh vị hơi mặn phù hợp ăn với cơm. Không hổ là món chiêu bài, xác thật ăn ngon, rõ ràng không dùng nhiều gia vị, hương vị nguyên thủy đơn giản, nhưng chỉ một chữ tiên. Mỹ vị thuần túy. Riêng món này có tên riêng, còn những món khác thì thường thường thôi. Thiết trụ cùng nhị cậu tử ăn đã đời, thùng hết nước canh trang với cơm ăn hết, ăn đến bụng căng tròn, thập phần thỏa mãn. Dùng cơm xong, mọi người ngồi nói chuyện phím uống trà xanh một chút. Nghỉ mấy ngày sau lại vào thành chơi, Triển Linh thương nghị cùng Tịch Đồng hội chùa, hội đèn lồng náo nhiệt nhất vào buổi tối, chỗ chúng ta cách đây có chút xa, chi bằng thuê phòng ở trọ hai ngày, như vậy đỡ vội vàng lại an toàn hơn. Tịch Đồng gật đầu khẽ cười, giờ muội là trưởng quầy, muội cứ quyết định, chỉ là xin ý giảm không lo lắng sao? Tuy Triển Linh yêu tiền nhưng cũng yêu hưởng thụ thành quả lao động nàng lập tức xua tay chỉ nghĩ mấy ngày cũng không đến nỗi phá sản nhân dịp này những ai muốn về thăm nhà thì về muốn đi chơi thì đi hoặc ngủ nghỉ cho khỏe cũng được thương nghị xong hai người quyết định nghỉ ngơi vài ngày tính tiền liền đi hỏi giá cả phòng trọ hỏi xong cảm giác có chút may mắn thì ra hội chùa châu hoàng tuyền rất có danh tiếng từ làng trên xóm dưới bá tánh phụ cận đều tới xem bọn họ cũng có suy nghĩ thuê phòng vào những ngày đó ngay cả những người bình thường không nghĩ mướn phòng trọ cũng mướn nhất thời phòng tử lầu trở nên hút hàng. Hiện giờ chỉ còn dư lại số ít thượng phòng mà thôi. Nam nữ khác biệt, Triển Linh thuê hai gian cho nàng và tịch đồng. Đặt cọc phòng xong, thuận đường cả đám người đi mua chút dầu muối tương giấm rồi mới vui vẻ rời thành trở về, hôm sau lại dậy sớm trở chuẩn bị vào thành dạo chơi. Vào thành chơi tất nhiên cần ít đồ vặt ăn. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ bằng đồ nhà làm nên chuẩn bị một túi to mang đi. Trước tiên triển linh đi xem thịt bò mới mua về thế nào, nhìn thấy quả nhiên là thịt tươi liền vui vẻ hẳn, thịt ở đây so với thịt xã hội hiện đại thơm ngon hơn, chỉ nghĩ thôi cũng biết hương vị nó thế nào rồi. Lấy hai cây xương ống hầm nước cốt, thời tiết ẩm ướt rét lạnh này, bỏ thêm chút dược liệu bổ khí đuổi hàng thì rất tuyệt, nàng bảo nhị cậu tử thêm món này vào danh sách món ăn mới của bổn tiệm luôn. Thịt bò hiếm lạ, không dễ dàng mua nên nước dùng có hạn lượng, canh thịt bò là hàng thật giá thật. Nếu muốn ăn mì, thêm chút rau xanh nữa, mùa đông ăn một chén mì bò nóng thì còn gì bằng. Nghĩ như vậy nhưng chính yếu là thỏa mãn bản thân trước đã. Mấy ngày trước Triển Linh có bảo thiết trụ cùng đại bảo đào hai cái hầm băng giữ thức ăn vào mùa đông, nếu hầm tốt có thể dùng cho cả mùa xuân nữa. Hiện giờ thịt bò đều cất hết ở hầm này. Nàng cắt một khối gân bò, lại thêm khoảng 3 cân thịt bò, phần thịt có gân để riêng, thịt ngon để riêng, nêm gia vị xào khô sau hông gió làm khô bò. Lần sau vào thành mua chút rượu ngon, như vậy có thể cùng tịch đồng ngồi nhâm nhi đối ẩm đêm lạnh rồi. Ai, ăn chút đồ vặt, uống chút rượu ngon, cuộc sống này thật đẹp và mỹ mãn. Làm xong thết thảy mặt trời đã lên cao, ở trong sân triển linh tìm thấy tịch đồng đang ngồi bên bàn đá khắc gỗ, trên người tràn đầy vụn gỗ, hiển nhiên chàng bận việc đã lâu. Nơi này tường viện cao ít gió lạnh lùa vào, dưới sân ánh nắng chưa gây gắt, cảm giác chỗ ngồi này thật lý tưởng. Khó kình nén tò mò, nàng đi lại nhìn một lát, phát hiện xem không hiểu lắm Huynh đang làm cái gì. Đèn lồng Tịch đồng dơ lên cho nàng xem, nghiêm túc nói chúng ta tham gia hội đèn lồng đúng không? Làm cái cho đệ đệ, đến lúc đó hài tử khác có nó lại không có, tuy không nói nhưng cũng sẽ để ý. Trẻ nhỏ luôn yêu thích đồ vật mới mẻ chơi, triển hạt tuy rằng hiểu chuyện lại không thích nói chuyện, nhưng cậu vẫn là hài tử, lúc đó nhìn người ta có mà tay mình trống không trong lòng cậu sẽ khó chịu cỡ nào đây triển linh khen chàng nghĩ chu toàn còn giữ tay chàng nói huynh nâng cánh tay lên để im nào để ta giúp huynh phủi vụn gỗ nào nhìn đầy bừa mà phát hoảng luôn tịch đồng cười im lặng giơ cánh tay nâng chân lên nàng nói sao thì làm thế bộ dáng rất ngoan ngoãn ai có thể nghĩ người như vậy cũng có thời điểm giết người không chớp mắt đâu triển linh phủi nhanh bụi trên người chàng xuống lại đi tìm cái chổi quét dọn sạch sẽ xong rồi. Tịch đồng thấp giọng nói cảm ơn, bỗng cảm thấy tâm tình rất tốt, giống như trong nháy mắt ánh mặt trời vụt tăng nhiệt, cảm giác có chút lân lân. Nhất khóe miệng cười nhẹ, lại cúi đầu nghiêm túc khắc gỗ, mười ngón tay thon dài, động tác linh hoạt đầy điêu luyện, tựa như hồ điệp bay tới bay lui, mang theo vài phần mỹ cảm kỳ dị. Tịch đồng làm bốn cái đèn lồng, mặt trên buộc dây thép, tay cầm bằng cán gỗ, kết cấu đơn giản tinh xảo, lại không sợ bị thiêu cháy hoặc phỏng tay. Tay cầm chàng dùng tiểu đao khắc hoa cỏ bốn mùa, mài dũa mượt mà tinh tế, tuy chưa hoàn công, nhưng có thể tưởng tượng thành phẩm lã lướt đáng yêu thế nào rồi. Triển Linh ngồi đối diện thưởng thức hồi lâu, tấm tắc bảo tay nghề huynh đúng thực bậc thầy, nếu cho ta làm thì chẳng mấy chốc khối gỗ đó tan nát rồi. Bọn họ mỗi người có sở trường riêng, làm cộng sự cũng coi như bổ sung cho nhau, tịch đồng am hiểu binh khí ngắn cùng thông tin, tin tức triển linh xả kích gần đặc biệt xuất sắc hiện tại cùng xuyên qua hai người giống như tự phế mất một tay mình tịch đồng không ngẩng đầu lên trong mắt thấm đường ý cười nhợt nhạt muội cảm thấy đẹp triển linh không chút do dự gật đầu đương nhiên đẹp rồi dừng một chút nàng hỏi nhưng mà phương bắc gió lớn huynh chạm trổ rỗng như vậy tuy rằng đẹp có điều đốt nến chỉ một chút sẽ tắt mất sao tịch đồng dừng lại giải thích làm xong sẽ vây giấy dầu xung quanh sẽ không sợ gió lớn mà thổi tắt nến đang nói chuyện triển hạt từ đâu chạy tới để vào tay tịch đồng con ngựa gỗ nhỏ khuôn mặt đỏ bừng bừng đứng ôm đùi triển linh tò mò nhìn tịch đồng khắc gỗ trong tay nhìn xem tịch đồng ca ca làm gì cho đệ kìa triển linh nhéo nhéo quay hàm mút thịt của cậu là đèn lồng đó đôi mắt triển hạt liền sáng long lanh vội buông chân nàng ra bò lên ghế ngồi bên cạnh tịch đồng chờ mong nhìn tuy rằng triển hạt tuổi không còn nhỏ nhưng tâm tính đơn thuần sẽ không ảnh hưởng nhiều đối với bọn họ nàng cảm thấy hai người kia tính tình giống như thay đổi nhìn thấy thế nào cũng hài hòa giơ tay xoa đầu cậu nàng nói không được nháo thịt ca ca cũng không được chạm loạn vào đồ vật không khéo bị đứt tay ta đi làm món ngon cho hai người đúng rồi buổi trưa làm món gỏi bò thì thế nào thịt tươi mới không trộn gỏi thực lãng phí thêm chút đậu hũ hành tây nấm nữa thì nhất định sẽ thơm ngon nàng vừa dứt lời một lớn một nhỏ đồng thời gật đầu hai đôi mắt sáng quắc tràn đầy khát vọng mạnh mẽ. Triển Linh cười khúc khích, xoay người đi phòng bếp. Trước làm kẹo mạch nha nàng để lại một ít gạo nếp, thật ra món đó quá ngọt, không ăn nhiều được, làm nhiều để lâu sẽ hỏng, nàng liền cân nhắc để lại một ít vật liệu làm cái khác. Có thể làm bánh nếp hoặc bánh mật cũng được. Triển Linh làm bánh mật hai loại nhân, vị theo kiểu truyền thống mang hương vị nếp, vị sau thêm màu sắc như khoai lang, táo đỏ. Sắn một miếng bánh mật, nàng gọi hạt nhi không bao lâu triển hạt liền ba chân bốn cẳng chạy vào bếp thấy món mới trong tay nàng liền vui vẻ hoan hô cậu đã có kinh nghiệm rồi phàm tỷ tỷ ở phòng bếp kêu mình chính là có món ngon ăn nhất định phải chạy thật mau cầm ăn đi đừng chạy bằng không rớt mất triển linh thổi thổi bánh nguội chút phỏng chừng không quá nóng mới đưa cho cậu da thịt tiểu hài tử mỏng lỡ bị bỏng thực không tốt triển hạt tiếp nhận đưa miệng ăn cảm giác hương vị tuyệt vời trong miệng đôi mắt không ngừng long lanh thích ý thật ngon mềm mềm lại ngọt hương vị chưa bao giờ thử qua hai má cậu phình ra trong chẳng khác nào chú chuột ham tơ nhai xong mấy chục cái mới từ từ nuốt xuống triển linh xác nhận cậu ăn xong hết rồi mới nói thật ngoan đi chơi đi triển hạt dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay nàng lại túm góc áo nàng chỉ chỉ bên ngoài của ca ca đâu thật không uổng công huynh ấy yêu thương đệ Triển Linh bật cười yên tâm đi, không thể thiếu đại công thần, tỷ còn làm cho nhiều cái nữa, để tự đưa đi nha. Lúc này Triển Hạc mới yên tâm, vui vẻ cầm chiếc bánh mật cắm trên chiếc đũa đi ra ngoài. Tịch đồng này, nếu làm việc thì rất nghiêm túc, nếu ăn thì nhất định phải ăn cho bằng được, Triển Linh thật không có biện pháp nào với chàng. Ăn bánh mật trắng, bên trong kẹp mật đường, vỏ ngoài phải chiên cho vàng, sau đó chấm với nước đường đỏ ăn. Triển Linh vừa làm vừa hoài nghi, có phải mình trước phải tổ tông về rồi không? xưa nay nàng chưa chú ý cách hầu hạ này mấy. đang nghĩ gì đó, má ơi. tâm hồn đang phiêu phiêu nơi chính tầng mây, bỗng phía sau truyền tiếng nói trầm thấp khiến triển linh nhất thời giật mình, xém chút quan ngã cái nồi trên tay xuống. tịch đồng nhanh tay giữ được, vừa tức giận vừa buồn cười, đứng bên đống lửa mà có thể thất thần nữa. từ khi nào cảnh giác giảm thấp đến như vậy? không phải huynh ở bên ngoài sao? ta cần gì lo lắng nữa chứ triển linh kinh hồn phủ định thở hắt ra hoàng hồn lại nàng quay đầu mắng chàng huynh muốn chết hả đi đường cũng không có động tĩnh bỗng thình lình lên tiếng là sao hả tịch đồng chớp chớp mắt biểu cảm chẳng khác nào triển hạt ta biết gì đâu ta vô tội mà ta tưởng muội nghe thấy triển hạt cũng gật đầu lại cắn khẩu bánh mật nhai nhai nhìn hai người này triển linh thật đúng là giận không muốn nói không so đo cùng huynh nữa huynh vào đây làm gì tịch đồng vuốt cầm triển hạt cả buổi sáng ngồi khắc gỗ, vừa mệt vừa đói, chưa ăn gì cả. Chàng ủy khuất nói. Triển Linh cười cả giận, đại ca, hai nồi bánh mật bên kia kìa, huynh không thấy sao. Nói xong, đôi mắt chẳng khác nào hình viên đạn bắn qua. Tịch đồng bật cười, giống như hài tử đạt được ước nguyện, được, ta chờ. Triển Linh chịu thua, người này thật quá dễ dàng thỏa mãn, chỉ hai miếng bánh mật mà làm gì dữ vậy. Tịch đồng nắm tay triển hạt đi ra ngoài, đi được hai bước thì dừng lại, đặc biệt chân thành yêu cầu bách mật trắng nhiều nhiều đường một chút. Triển Linh cầm nắp vung chỉ hướng cửa đi ra ngoài. Người đi rồi, nàng lại tiếp tục làm bánh. Chờ bánh mật nguội chút nàng cho nhân mạch nha vào giữa, sau lại dùng dao cắt thành từng khối vuông vừa ăn, bề vỏ ngoài màu trắng, nhân giữa vàng ánh kim trong thập phần đẹp mắt. Nhưng lúc này bánh còn ấm, cắn kẹo mạch nha còn có thể kéo sợi đã ghiền nếu bánh nguội rồi, đem chiên vàng ăn cũng ngon không kém. Nhân lúc mua được mớ thịt tươi, không nướng ăn quả thực phí của trời, mấy ngày nay đều là thịt bò thịnh yến. Buổi trưa mới vừa ăn nồi lẩu bò chua cay cùng chút cơm, buổi tối ba người lại ăn thịt bò nướng. Triển Linh bảo tịch đồng cắt một khối thịt ngon nhất thái lát vừa phải cho lên bếp than nướng. Lát thịt kia tiếp xúc với than hồng cháy mở kêu xèo xèo, hương khí liền tỏa nồng đậm thơm lừng. Nàng làm hai chén ớt cay và ớt ngọt, ai muốn chấm loại nào thì chấm, thịt chín rồi, chấm cùng đồ chấm này càng tăng hương vị tuyệt hảo, tâm hồn như thể bay lên chín tầng mây. Ăn nhiều thịt cũng không ngán do có giá đổ tươi, lá cải con kẹp ăn cùng, lại uống một ngụm sơn tra lạnh nửa quả thực mỹ vị nhân gian. Triển hạt ăn đến miệng bóng mỡ, lại uống một ly sơn tra không lạnh, ăn xong lại đi ra ngoài dạo quanh tiêu thực. Gió đêm có chút lạnh, nhờ vậy thần trí tỉnh táo hơn, có cảm giác dầu mỡ thịt nướng vừa rồi tiêu tán theo gió đêm luôn vậy. Nhìn bầu trời đầy sao, Triển Linh không khỏi cảm thán cảnh quan lộng lẫy về đêm, giữa màn trời tối đen lập lòe ánh sao sáng, cảm nhận vũ trụ thật mênh mông to lớn, mà nhân loại thì nhỏ bé yếu ớt. Xã hội công nghiệp hiện đại thắp nhiều đèn và bị ô nhiễm nghiêm trọng, vẻ mặt tịch đồng không cảm xúc cảm thán những người sống mãi ở đô thị có thể cả đời chưa nhìn thấy sao trời chân thực thế này trước đây bọn họ nhìn ngắm sao trời là trên phi cơ khi làm nhiệm vụ ban đêm. Trước hội đèn lồng châu hoàng tuyền một ngày, Trương Viễn đã lâu không thấy tới. Triển Linh theo thói quen nhìn sau lưng hắn ủa, triệu qua không cùng tới sao. Năm lần bảy lượt hai người này cùng tiến cùng ra, hiện giờ chỉ thấy một người có chút không quen. Hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi, ta tới là vì việc riêng, Trương Viễn nói hắn đi thăm người thân rồi. À, Triển Linh cười, Huynh cũng đến tuổi lập gia thất rồi, nếu làm hỷ sự cũng đừng quên cho ta biết Sao gì chúng ta cũng quen biết một đoạn thời gian Ngồi đi, muốn uống gì nào Nước lọc được rồi, không cần phiền phức đâu Trương Vĩ ngồi xuống, lại nhìn mọi nơi Thấy trong đại đường ba năm thực khách đang vùi đầu ăn cơm Tiểu ngũ đang ở bên ngoài chạy tới chạy lui vẻ mặt tươi cười tiếp đón khách nhân Mà nhị cậu tử đứng phía sau quầy đánh bàn tính ken ken Rất có nề nếp không loạn Triển Linh rót cho hắn ly trà nóng lại bày lên một dĩa quả khô hỏi hôm nay tới có chuyện gì không? Trương Viễn tùy ý lấy hạt thông ăn trả lời vị tịch thiếu hiệp kia đâu. Sao không thấy vậy? Cũng nếm thử hạt dưa này đi, ta tự xào đấy, hai hương vị, ngũ vị hương và muối tiêu, tuy có chút cay nhưng uống nhiều nước chút là được, rất bắt vị đấy. Huynh ấy hả, đang ở phía sau chỉ hạt nhi hoạt động gân cốt. Triển Linh thuận miệng nói. Nghe ngữ khí nàng quen thuộc tự nhiên, trong lòng trương viễn lại không được tự nhiên cồ thật tốt trẻ nhỏ hoạt động nhiều chút lớn lên sẽ rắn chắc hắn tịch thiếu hiệp kia khỏe không viên hạt thông này no đủ không biết làm thế nào mà quá thơm đi ăn lại không cảm thấy quá nhiều dầu mỡ hạt dưa nữa hắn là người địa phương nơi này từ nhỏ đến lớn cũng không ăn ít hạt dưa nhưng chưa từng ăn loại hạt thế này hương thơm lại giòn mấu chốt là đặc biệt ngon miệng cứ thế cầm lên ăn và ăn làm hắn quên luôn ước nguyện ban đầu mình tới đây. Lúc này Triển Linh mới minh bạch ý đồ hắn đến, tươi cười không khỏi nhiều đã khiến Huynh lo lắng, Huynh ấy không phải là kẻ xấu gì đâu. Vậy là tốt rồi. Trương Viễn gật đầu, đưa lộn vỏ hạt thông vào miệng cắn, suýt nửa cấn rớt răng hàm, một cơn đau kịch liệt phát lên làm hắn phục hồi tinh thần, vội ho khan che giấu xấu hổ, chuyển đề tài nói chính sự ta đúng rồi, ngày mai châu Phúc Viên chúng ta mở hội lớn, có hội đèn lồng và nhiều nghệ nhân giang hồ đến biểu diễn, cô nương có muốn dẫn Hoa Nhi đi tham gia náo nhiệt không? Dân gian năm ngày họp chợ một lần, mà thôn trấn tiếp giáp càng giống nhau không sai biệt, Châu Hoàng Tuyền là mùng 5 mùng 10, Châu Phúc Viên là mùng 6 mùng 1, kém nhau một ngày. Thực không khéo, Triển Linh có chút khó xử, hôm kia chư tiểu thư mới mời chúng ta đi Châu Hoàng Tuyền dạo chơi hai ngày, sợ là không kịp đến chỗ huynh. Vậy sao? Trương Viễn há miệng thở dốc, đúng thực không khéo rồi. Hai người trầm mặt một lát, vừa vặn bên ngoài một đợt khách nhân tới, Trương Viễn cảm thấy ngồi mãi thật xấu hổ, Thuận Thế đứng dậy nói lời cáo từ. Chưa ngồi bao lâu muốn đi rồi. Triển Linh đứng dậy tiễn khách, lại nhiệt tình lấy hai tờ giấy dầu gói cho hắn, mang ít hạt thông hạt dưa này ăn trên đường, cũng gửi cho Triệu Huynh đệ một ít nếm thử, đây là tâm ý ta, lần tới xào hạt đào đưa Huynh sau. Vốn là tới thăm, sao lại không biết xấu hổ mang quà về chứ? Trương Viễn từ chối một hồi, rốt cuộc công phu không bằng người ta hắn buồn bực kinh ngạc cả người ngốc ra ta ta so với cô nương còn kém cỏi thế sao trương viễn là dạng cụ non chứ không phải hạng người khinh cuồng gì cũng có bản lãnh ở phủ nghi nguyên có chút danh tiếng bằng không tuổi trẻ dễ gì ngồi được vị trí tổng bộ đầu nào biết hôm nay ngay cả bao hạt dưa hạt thông từ chối cũng không xong cũng không biết triển cô nương làm thế nào mà bản thân muốn động cũng không có lực cảm giác muốn đẩy ra cũng không được, cuối cùng đành ôm hai bao giấy lớn trong lồng ngực. Triển cô nương dừng bước, ta, ta cũng không phải người ngoài, không cần tiễn. Trương Viễn có chút gian nan, cảm thấy ngần ấy năm khí phách có chút khó khăn. Hắn vừa mới nói xong thì gặp phải tịch đồng mang theo triển hạt tiến vào, hai người đều ngẩn ra. Tịch đồng nhìn triển linh đi ở phía sau, lại nhìn thần sắc phức tạp của trương viễn, đôi mắt hơi hạ xuống, mặt không biểu cảm thả triển hạt xuống chủ động nói, để ta tiễn ngài ấy. Triển Linh gật đầu, cũng được. Hai người này cũng có duyên gặp gỡ, nếu không tịch đồng đâu dễ tìm được nàng, có lẽ bọn họ muốn nói gì đi. Lại nói tịch đồng cùng Trương Viễn, một người dẫn ngựa một người đi bộ, đi hơn nửa đường mà không ai nói gì, không khí xung quanh có chút đình trệ. Cứ tiếp tục có chút kỳ cục, Trương Viễn dừng lại hỏi một câu không đầu không đuôi, huynh cùng Triển cô nương là quan hệ gì? Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Vô duyên vô cớ hỏi cái này làm gì? Tịch Đồng lại không kinh ngạc một chút nào trả lời chiến hữu, sinh tử chi giao. Nghe chàng nói như vậy Trương Viễn càng thêm mờ mịt, đoán mò hỏi ý huynh là, các người là đồng đội vì triều đình. Cách nói chiến hữu hơi lạ, bất quá từ chiến hắn nghe có thể hiểu là chiến hữu, đồng đội cùng tác chiến sao? Không đợi Tịch Đồng trả lời, hắn lắc đầu trước không có khả năng từ cấm quân kinh thành đến quân địa phương hay thời kỳ tân biên phiên quân đặc thù chỗ nào có nữ nhân làm việc nha môn huống chi võ nghệ cùng năng lực triển cô nương như vậy chỉ lộ chút manh mối liền sớm truyền khắp thiên hạ sao có thể đến nay vẫn không chút danh tính nào may mà lần trước gặp gỡ lần đầu không hành động thiếu suy nghĩ bằng không mặt mũi này ném đi đâu tịch đồng liếc hắn một cái ý vị thâm trường nói trên đời này luôn có vài thứ không thể nói rõ ý của ngươi là hô hấp trương viễn trở nên dồn dập hai mắt mở lớn là bí vệ sao. Tương truyền thánh nhân có một lực lượng thủ hạ thần bí, cũng không hiện hậu thế, nhưng nghe tiếng nhiều người sợ đến vỡ mật, mọi người thường gọi bọn họ là bí vệ. Nghe nói mỗi bí vệ đều có tuyệt kỹ riêng, võ nghệ xuất quỷ nhập thần. Hay là... Trương Viễn càng nghĩ càng xa, càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ, lại nhìn khách điếm một nhà ánh mắt có chút bất đồng, trong lòng nổi lên một đợt sóng ngầm lớn. Nếu quả nhiên như vậy, kia, khách điếm kia có lẽ không đơn thuần là khách điếm đúng rồi châu hoàng tuyền cùng châu phúc viên vị trí địa lý đặc thù đông nam tây bắc tuy không phải vùng giao tranh binh gia nhưng là tiếp điểm nhiều chỗ quan trọng yếu đạo châu phủ sao thánh nhân tới nơi này giám thị như vậy là trương viễn đang mơ màng nghĩ tay chân máy móc sửa sang bàn đạp lên xuống ngựa chuẩn bị xoay người lên ngựa bỗng nghe tịch đồng nói một câu giả dạ. cái gì Trương Viễn không lưu ý suýt nữa dẫm trượt bàn đạp, lão đảo xém té, phải nắm chặt y ngựa mới đứng vững được, sau đó Trương vẻ mặt khó tin nhìn tịch đồng. Vừa rồi ngươi nói cái gì, vẻ mặt tịch đồng vô biểu cảm lặp lại, giả. Mặt mũi Trương Viễn đỏ hồng, không cam lòng nói, nhưng chính ngươi mới nói. Ta chưa bao giờ thừa nhận. Nói lên những lời này, tịch đồng không có một chút cảm thấy mình nói sai. Trước mắt Trương Viễn tối sầm, cảm thấy trong cổ họng một ngụm tanh ngọt muốn phun ra, hay phun trước mặt tên này cho hả giận đi con mẹ nó không thừa nhận nhưng ngươi cũng không phủ nhận phải không tịch đồng nhìn chằm chằm trương viễn chớp chớp mắt nhìn thấy biểu cảm của đối phương ờ đời sau thường nói là có một câu con mẹ nó rất muốn nói suy nghĩ chu toàn là chuyện tốt nếu tưởng tượng quá nhiều đó là bệnh cần trị nói xong những lời này tịch đồng tiêu sái xoay người đi để lại một mình trương viễn trừng mắt nhìn bóng dáng chàng âm thầm nghiến răng quả thực muốn dùng hai bao ăn vặt trong lồng ngược đập vào óc chàng con mẹ nó sao nhanh trở lại rồi triển linh thấy tịch đồng trở về liền kinh ngạc hỏi ta thấy hai người dường như có chuyện muốn nói sao nói nhanh vậy xong rồi tịch đồng lời ít mà ý nhiều nói chàng xác thật không phủ nhận bởi vì không cần thiết phải phủ nhận chàng cùng triển linh xác thật là chấp hành nhiệm vụ đặc thù bất quá lại không phải vì thánh nhân triều đại thánh này bởi vậy thì là cũng không phải sáng sớm hôm sau chuẩn bị vào thành triển linh kinh ngạc thấy tịch đồng lấy ra tới hai cái đèn lồng một cái cho triển hạt chờ mong đã lâu một cái khác cho nàng sao ta cũng có nàng khó tin hỏi từ tịch đồng đi đến trước mặt đệ đệ nở nụ cười giảo hoạt hiếm có nói ta cố ý khắc hoa văn mà đệ thích nè ta thích ta thích cái hoa văn gì triển linh nhìn kỹ lại đèn lồng liền phát ra tiếng cười nàng làm bộ muốn đánh chàng, cái này là cái gì nha? Hoa văn của triển hạt là hình ảnh hoa cỏ bốn mùa lã lướt, mà của nàng là nồi lẩu, mì sợi, vịt nướng, đùi gà là ý gì đây? Thấy vậy cả đám thiết trụ cũng cười lăn bò càng, rồi cả bọn khen tay nghề tịch đồng. Tịch trưởng quầy còn có tay nghề như vậy. Làm thế nào mà khắc ra được như vậy chứ? Thật là khéo tay, tịch trưởng quầy quả là người tinh tế. Ông trời ơi, đèn lồng này mà đem bán, một cái cũng phải một vài trăm văn đi. Từ khi bọn họ nghe Triển Linh giới thiệu tịch đồng là cổ đông của khách điếm một nhà thì bọn họ liền đổi cách xưng hô, gọi là tịch trưởng quầy. Triển Linh cười mệt rồi, nhìn đèn lồng đẹp đó nhưng nàng sao cầm đi ra ngoài đây này. Cốc xấu gì nàng cũng là đại cô nương như hoa như ngọc, lại là ngày cuối năm dạo hội chùa, phỏng chừng nhiều người tham gia đều trang điểm lộng lẫy, cầm đèn lồng thường Nga vẽ hình bát tiên phiêu phiêu thoát tục, mà của nàng là cái nồi lẩu, nàng cười nửa ngày trong khi tịch đồng chẳng hề cười gì cả, rốt cuộc nàng đi lại đấm chàng mấy cái, chỉ có huynh làm được. Tịch đồng để mặt nàng đấm mình, cười hỏi lại, không thích sao? Triển Linh bật cười, lại dơ đèn lồng cẩn thận nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy chạm rỗng này thuần chất phát, nhìn mà muốn ăn, đành bất đắc dĩ gật đầu, thích. Thôi, nhận mệnh đi. Nàng chính là mở tiệm cơm nhỏ, không ăn còn có thể thế nào đây? Lý thị, lưu thị đều về nhà đoàn tụ gia đình hôm nay thiết trụ cùng nhị cậu tử vào thành cùng bọn họ nhưng buổi tối phải về cửa hàng trong nhà mỗi ngày tịch đồng đều dắt ngựa đi dạo mà con la của triển linh lâu lâu mới có cơ hội ra ngoài buổi sáng hôm đó dắt nó ra nó liền có ý kiến la hét ầm trời thiếu chút nữa cắn cả tay áo thiết trụ buổi sáng có chút lạnh hai tỷ đệ triển linh ngồi xe tịch đồng cưỡi ngựa bên ngoài ước chừng hắc mã luôn được đi dạo thoải mái khiến con la ngứa mắt nhìn cho nên đi được vài bước nó lại trêu trọc hắc mã, lâu lâu phun nước miếng vào người ta, lâu lâu lại dậm chân phát cuồng. Cuối cùng đại hắc mã cũng có chút nổi giận, nếu không phải bị hai chủ nhân lôi kéo, hai gia súc này có thể sừng cồ với nhau. Ngồi xe không bao lâu triển hạt buồn chán viện cửa sổ nhìn ra, tịch đồng nhìn lại cậu liền tủng tỉm cười, tuy không nói câu nào nhưng có vẻ nghe được âm thanh vui vẻ. Tịch đồng thấy vậy hỏi muốn cưỡi ngựa sao? Tiểu hài nhi tròn mắt phát sáng, gật mạnh đầu, lại nhìn Triển Linh xin phép. Triển Linh nhíu mày nói, bên ngoài lạnh. Buổi sáng gió lớn, thân thể hài nhi dưỡng chưa thật hết bệnh căng, nàng không dám vọng động. Nàng chưa nói xong, Triển Hạc cúi đầu nhìn xuống, đôi môi hồng nhuận bẹp bẹp tỏ ý ủy khuất, bàn tay béo ú dơ lên chọc chọc vào màn xe đông đưa. Triển Linh sợ nhất tình cảnh này, bất đắc dĩ nói, huynh bảo hộ nó cho tốt, bằng không ta và cùng huynh quyết đấu một trận đấy. Tịch đồng bật cười, được. Triển Linh mặc thêm cho Triển Hạc hai tầng áo ấm rồi mới cho ra ngoài ngồi cùng tịch đồng. Triển Hạc bị nàng bọc kín đến ra mồ hôi, quỷ quốc nhìn tịch đồng tố cáo, lại nhìn không được muốn nới cổ áo ra. Để nghe lời tỷ tỷ đi, tịch đồng giúp cậu chỉnh mũ nói bên ngoài gió lớn. Nghe vậy Triển Hạc không dám manh động nữa, an ổn ngồi trong lồng ngực tịch đồng nhìn phong cảnh xung quanh. Đang là mùa đông, có cây khô vàng, xung quanh chỉ có tuyết trắng cùng đất bùn lẫn lộn, thật là không có cảnh gì đẹp nhưng cậu lại thấy vui vẻ, lâu lâu lại có một vài chú chim đi lạc bay qua hót vang. Vì là ngày hội chùa, hội đèn lồng, hôm nay nhiều ngoại nhân vào thành, đứng xếp hàng đến cổng thành đến nửa dặm đường, ai ai y phục cũng chỉnh tề đẹp mắt. Lần này vào thành khác trước kia, mọi người đều có hộ tịch đầy đủ nên cảm thấy tự tin hơn, thừa dịp xếp hàng nghỉ tạm nói chuyện phím vui vẻ một phen. Số người vào thành lần này hơn phân nửa giống đám triển linh, họ nghĩ xem có thể buôn bán gì, trên vai trên xe chất đầy đồ, còn có ngựa xe, con la, heo dê gà vịt, đủ loại âm thanh nhốn nháo, náo nhiệt. Cửa thành ngày lễ Tết kiểm tra nghiêm hơn bình thường, nhân viên nhiều hơn nhưng số lượng cần kiểm tra tăng gấp nhiều lần, khó tránh có chút chậm, non nửa canh giờ mới giải quyết được hơn phân nửa. Bốn phương tám hướng đều chen chút đầu người, triển hạt cũng không hứng thú cưỡi ngựa nữa, lại trở về xe ngồi, hai tỷ đệ cùng ngồi bên ngoài xe ăn vặt ngắm cảnh. Có món kho hầm đầu, chân, cánh vịt còn có hạt dưa hạt dẻ rang đậu phộng hương ngũ vị hương chua cây, kẹo mạch nha viên bánh mật kẹp đường mỗi loại đều dùng giấy dầu bao hảo để trong ngăn tủ xe ngăn tủ bên cạnh có một giá sắt cố định để chậu than ấm nước tiện dùng để uống và rửa mặt trước khi ra cửa tịch đồng còn ghẹo nàng đã biết vào thành nếu không biết còn tưởng muội chuẩn bị cho chuyến đi dạo ngoại thành nữa đó ánh dương càng lên cao các bá tánh càng sốt ruột vào thành sáng giờ chưa ăn gì cả lúc này ngửi thấy mùi ăn vặt từ nhóm triển linh khiến ai ai cũng nước miếng ứa ròng ròng người lớn còn chịu đựng được nhưng con nít nào biết xấu hổ là gì mặc cho cha mẹ nói thế nào cũng vẫn nhìn chằm chằm trên mặt viết ba chữ rất muốn ăn triển hạt đang vui vẻ ăn nhưng dần cảm giác tầm mắt nhìn mình ngày càng nhiều liền khiến cậu không được tự nhiên động tác bỏ viên kẹo mạch nha vào miệng cũng chậm lại đứng xếp hàng bên cạnh có đôi ông cháu tiểu nữ nhi một thân xiêm y bạc màu mà người ông y phục có nhiều mụn vá, đầu tóc hoa râm rối bời theo gió bay, đứng chống quải cổng một cái sọc liễu to gấp đôi người. Hai tử kia ước chừng 6-7 tuổi, đầu bới hai bên không được gọn gàng, trên lưng cũng cổng tay nải lớn, lúc này đang nhìn chầm chầm triển hạt, cổ họng không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Triển hạt tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm biểu hiện của người khác, theo bản năng hơi nhíu mày kéo kéo tay áo triển linh. Hả? Triển Linh nhìn qua liền hiểu, Ông Nhu nói, hôm nay mang theo đồ ăn vặt bao nhiêu đệ đã biết, của ca ca, đệ và tỷ, mỗi người một phần, nếu đệ muốn cho người khác thì phải chấp nhận ăn ít lại, chờ về nhà lại mới có ăn tiếp. Nàng muốn giáo dục tâm tính hài tử khi còn nhỏ, có lòng thương người xác thực là tốt, nhưng điều quan trọng là muốn cậu hiểu được trách nhiệm của bản thân mình. Triển hạt chớp mắt suy nghĩ, sau khi hiểu ý tỷ tỷ liền không chút do dự gật đầu. Khoảng cách hai bên gần, bên này nói chuyện lão nhân bên kia nghe được lập tức mặt đỏ bừng, liền nói không cần. Triển hạt lấy một khối kẹo mạch nha cố vương tay ngắn đưa qua, tiểu cô nương có chút kinh ngạc, rốt cuộc không chịu được dụ hoặc, chần chờ hồi lâu vương tay nhận, chỉ là lập tức bị ông mình giữ tay lại. Lão nhân kia nhận lỗi với triển linh, trung rẩy chua xót nói thật không phải, cô nương, tiểu hài tử, thèm ăn, không hiểu chuyện, cô nương đừng trách móc, chúng ta phải đi rồi. Đây không phải là chủ ý của ta, triển linh cười nói, chỉ vẻ mặt cố chấp của triển hạt tiểu hài tử nó muốn tìm bạn chơi một chút đồ ăn vặt chia sẻ người lớn chúng ta sao có thể ngăn cản đừng làm khó tiểu cô nương nữa lão nhân kia ban đầu định nhận nhưng nhìn thấy y phục hai tỷ đệ tuy không quá quý giá nhưng nguyên liệu tinh hảo còn có nam nhân cưỡi ngựa cùng tùy tùng cường tráng đi cùng nào dám nhận chứ nửa đường sợ hãi triệt để rụt tay trở về mặt đầy co quắp xoa xoa tay lẩm bẩm nói không ra lời kia chính là đường a một cân hơn cả trăm văn ngày thường bọn họ đi ngang cửa hàng đường phẩm cũng không dám ngẩng đầu vô duyên vô cớ sao dám nhận của người ta lão nhân càng thêm bất an tiểu hài nữ cũng khẩn trương lên vành mắt hơi đỏ lại ngửa đầu nhỏ giọng nói da da ta không ăn đường nữa không ăn người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng thổn thức triển linh thở dài lão à chớ để trong lòng tiểu đệ ta thấy tiểu cô nương này đáng yêu nên chia sẻ bất quá nó bị cà lâm không nói được lão nhận cho nó vui một nam nhân trung niên đứng phía sau nhìn không được trướng cổ lên nói Lão huynh, đừng làm khó hài tử nữa, thu đi Mắt thấy triển hạt trướng người quá muốn rơi xuống xe Lão nhân kia lúc này mới nhìn cháu gái ý bảo nhận Rồi cùng hài tử quỳ xuống dập đầu Triển linh có kinh nghiệm Vừa thấy động tác bọn họ liền kêu thiết trụ ngăn lại Hơn nữa lão nhân kia chân cẳng không tiện Xem như ngăn cản kịp Lão đầu lại không chịu nhận không Ngập ngừng nửa ngày Thật cẩn thận lấy ra một còi gỗ từ sọc liễu sau lưng Kim Tốn thấp thỏm đưa qua, không có gì hồi đáp, đây là còi gỗ lão khắc, nhận cho tiểu thiếu gia chơi. Nói xong, mặt đầy vết cất nhăn cười cẩn thận. Thấy triển hạt tò mò dơ xem, lão lại bổ sung một câu tẩy, đem tẩy sẽ không dơ, không dơ. Triển Linh nhất thời một trận chua xót giải thích nó là chưa thấy qua vật này có chút tò mò, lão đừng nghĩ nhiều. Ai, ai? Lão hán gật đầu, cuối cùng cười thoải mái được chút tiểu cô nương cầm viên kẹo mạch nha nhìn hồi lâu chưa dám ăn đưa mũi ngửi rồi nói với da da mình ngọt thơm ngào ngạt da da nếm thử da da không ăn cháu ăn ăn đi hai ông cháu nhường nhau một hồi rốt cuộc lão hán làm bộ liếm miếng lúc này cháu gái mới chịu cho vào miệng ăn viên kẹo vào miệng tiểu muội liền cười vui vẻ nụ cười chân chất nhìn không khỏi xót thương triển hạt tinh tế đánh giá còi gỗ hồi lâu lúc này mới thử thăm dò thổi một chút âm thanh thanh thúy vang lên cậu liền cười tủm tỉm lại dơ triển linh cùng tịch đồng khoe triển linh sờ đầu cậu cười lại cùng lão hán kia nói chuyện phím lão từ đâu tới đây vào thành buôn bán gì sao thời điểm lão hán mở sọc liễu nàng phát hiện rất nhiều đồ gỗ cùng công cụ lập tức trong lòng liền có cái ý tưởng vừa lúc nghiệm chứng một chút lão hán kia cảm kích nàng là người thiện tâm hỏi gì đáp nấy lập tức cung kính trả lời chúng ta từ phủ tô tây tới nghe nói trong thành có hội đèn lồng có người nhiều liền tìm tới buôn bán chút đồ vật phủ tô tây đó là chỗ nào đời sau không dễ dàng có bản đồ thứ đó đều nằm trong tay quan phủ hoặc gia đình phú quý thuê người vẽ ra hoặc tự bản thân đi và vẽ lại cho nên triển linh không rõ lắm vị trí địa lý nghe xong cũng là mờ mịt liền quay sang hỏi tịch đồng tịch đồng nhíu mày thấp giọng nói phủ tô tây ở phía tây cách nơi đây mấy trăm dặm bọn họ tới được đây thật quá vất vả. Một già một trẻ, lão què, tiểu nhân còn khiên hành lý, khó trách trên người quần áo tuy rằng sạch sẽ nhưng chân giày lại mòn nát, đầy vết bùn đất. Tiểu cô nương vội lớn tiếng nói thêm ông nội cháu là thợ mộc, tay nghề tốt lắm. Tỷ tỷ, nhà tỷ cũng là một sống sao. Quả nhiên là thợ mộc. Cò nhỏ kia cho hài tử chơi, chế tác thập phần tinh xảo, đỉnh chóp còn có chú chim nhỏ rất sống động như vỗ cánh sắp bay, bên trong đào rỗng đường công tự nhiên, thanh âm thanh thúy lạnh lót, có thể thấy được tay nghề lão hán này xác thật tinh xảo. Triển Linh cười nói, không, không phải. Ánh mắt tiểu cô nương đương sáng bỗng ảm đạm, bất quá vẫn không từ bỏ ý định nói, tay nghề ông nội cháu rất tốt, tỷ tỷ chúng ta có thể hỏi chút. Ngăn tủ, giá giường, hòm xiển, tỷ có cần làm cái nào không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm như có vẻ cầu xin hài tử nghèo sớm biết quán xuyến gia đình, nếu là hài tử gia đình giàu giờ chỉ biết làm nũng thôi, nhưng cô nương này đã đi theo gia gia giải nắng dầm mưa, tận dụng mọi thứ mượn sức mua bán, chỉ vì miếng cơm ăn. Lão Hán vui mừng lại chua xót vội giữ cháu gái mình, đừng nói bậy, lại nhận lỗi với triển linh, cô nương chớ nghe trẻ nhỏ hồ ngôn loạn ngữ. Con không nói dối, tiểu cô nương có chút không rõ gia gia vì cái gì không cho mình nói chuyện, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ thiện tâm như vậy, nói không chừng sẽ, đừng nói nữa. Lão hán càng thêm cuộn bách, mặt già đỏ bừng, lại dùng sức giữ cháu gái lại. Khó có người có lòng hảo tâm như vậy, bọn họ sao còn không biết đủ chứ. Tiểu cô nương bị đánh mạnh một cái lão đảo muốn ngã, ngỡ ngã nhào ôm đất mẹ thì được một bàn tay to đỡ sau lưng. Nhìn lại cô bé phát hiện, người lúc nãy còn ngồi trên lưng ngựa giờ sao ở chỗ này rồi. Đây là thần tiên phi bay sao? Không sao chứ. Tịch đồng nhìn cô bé hỏi, mặt tiểu cô nương đỏ lên, lắc lắc đầu, lại nói lời cảm tạ. Tịch đồng nhìn qua triển linh một cái, thay nàng nói chuyện ký cô nương này muốn nói là đồ vật cần làm quá nhiều, làm nhất thời sẽ không xong, nếu rỗi rảnh, các người nguyện ý đến chỗ chúng ta làm không. Chỉ một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi. Triển linh tán thưởng chàng hiểu ý mình, lại gật đầu với hai tổ tôn kia, đúng vậy. Nàng vừa dứt lời, tiểu hài nhi vui mừng nhảy dựng lên, nhưng lão hán thì lại do dự. Người ta hảo tâm như vậy, còn cấp đường sống cho mình, có lẽ do thương hại bản thân mình già và trẻ nhỏ, chỉ sợ cũng không có việc gì làm, họ nói vậy để mình yên tâm thôi. Người ta thiện tâm, mình không nên được một tất lại muốn tiến thêm một thước, thật không tốt, không tốt. Thấy vẻ mặt của lão hán, triển linh đoán được lão muốn nói gì, cho nên đoạt nói trước ta không lừa lão, thật ra khách điếm chúng ta mới khai trương mấy tháng nay, bàn ghế, giá đỡ, hồng xiển vẫn chưa đầy đủ vốn muốn kiếm thợ một chuyên trách bổn tiệm chỉ là vẫn chưa tìm được người nếu lão nguyện ý đến làm công cho chúng ta ta cũng thuận tiện mà các người cũng không cần chạy đông chạy tây như điên kiếm sống cũng không cần trả lời lúc này ngài trước thông thả vào thành nhìn một chút nếu có chuyện cần làm trước thì cứ việc làm nếu xong rồi nguyện ý đến làm cho chúng ta thì đến khách điếm một nhà cách đây 40 dặm ngoài thành mặc dù tịch đồng thích khắc gỗ nhưng cũng chỉ biết khắc gỗ thôi nói không dễ nghe một chút thì chính là không biết làm gia cụ thông dụng mở khách điếm yêu cầu nhiều ít phải có gia cụ mà trong phòng triển linh cũng chỉ có một cái bàn và một cái băng ghế dài đừng nói đến cái rương hay ngăn tủ gì đó đều không có hiện tại định cư càng lâu sim y chăn đệm đủ màu nhiều dần muốn cất giữ để nơi nào đây chưa nói đến mỗi ngày gia cụ phát sinh hư hỏng lại phải chạy tìm người sửa chữa mà nơi bọn ở lại cách xa thành trấn thợ một lười ra đến họ kiếm cớ này nọ rồi chèn ép giá cả thực sự rất phiền lòng đồ dùng hiện tại không phải là nhựa hay dạng hợp kim thời hiện đại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều làm từ gỗ nên địa vị thợ mộc rất có giá nếu tìm một thợ mộc giỏi thì thật là khó nhưng nếu tìm được thợ mộc riêng cho mình thì còn gì bằng nhìn hai tổ tôn này có vẻ thành thật mà lão hán hiểu chuyện lại chịu thương chịu khó không sợ ngày sau làm ra chuyện xấu gì nghe nàng nói như vậy lão hán kia mới miễn cưỡng tin vài phần nhưng vẫn còn do dự. Triển Linh cũng không miễn cưỡng, chỉ nói rõ ràng một lần nữa rồi vào thành. Hết phần 3, mời các bạn đón nghe phần 4.